Hôm nay tôi giới thiệu chúng ta môn học thị trường chứng khoán, và chúng ta đang tạm chia cái môn học này làm 5 phần để chúng ta theo dõi trong thời lượng là 16 tiết 4 buổi. Thì phần đầu tiên các bạn sẽ được giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu bản chất của thị trường chứng khoán. Chúng ta tìm hiểu về cấu trúc, chúng ta tìm hiểu vai trò, đặc điểm của thị trường chứng khoán. Và đặc biệt chúng ta cũng có những cái điểm chúng ta sẽ liên hệ với thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta trong cái giai đoạn mà thành lập từ năm 2000 cho đến nay. Rồi sau đó các bạn sẽ tìm hiểu về công ty cổ phần. Chúng ta hiểu công ty cổ phần là như thế nào, vì sao cái loại hình này nó phổ biến trong nền kinh tế thị trường, và đặc biệt là nó gắn với thị trường chứng khoán bởi vì nó chính là hàng hóa cho thị trường này. Chúng ta cũng tìm hiểu về chứng khoán là gì, vì sao chứng khoán nó xuất hiện. Chúng ta phải hiểu nó là vì sao chúng ta lại nghe là trái phiếu, cổ phiếu, rồi chứng chỉ quỹ, hay là những cái sản phẩm phái sinh từ trái phiếu, cổ phiếu, và nó chính là những cái công cụ chúng ta thấy rằng nó huy động vốn cho các cái tổ chức phát hành, các doanh nghiệp, các công ty lớn chúng ta hiện nay sử dụng rất nhiều cái công cụ huy động thông qua chứng khoán trên thị trường này. Chúng ta cũng tìm hiểu về phát hành chứng khoán được diễn ra như thế nào, vì sao là những cái doanh nghiệp nhỏ sau đó người ta lại tăng vốn điều lệ lên phát hành ra các cái loại cổ phiếu, như là cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, để có thể tăng được cái vốn điều lệ lên mấy nghìn tỷ chẳng hạn từ những cái công ty nhỏ, hay là những cái dự án đầu tư dài hạn, vì sao người ta lại phát hành để trái phiếu để huy động vốn và đầu tư vào các tài sản đó. Rồi chúng ta cũng tìm hiểu về phần tiếp theo là có một số tổ chức định chế tham gia trực tiếp trên thị trường chứng khoán. Đó là tổ chức trung gian như là công ty chứng khoán, hay là chúng ta hay nghe là có cái loại hình các quỹ đầu tư trong nước hay là nước ngoài có thể huy động vốn thông qua việc phát hành chứng chỉ quỹ, hình thành cái quỹ đầu tư đó và đầu tư vào thị trường chứng khoán hay là các cái tài sản khác. Có sự tham gia quản lý của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua cái phần thứ ba. Đến phần thứ tư chúng ta sẽ hiểu về một cái cơ chế vận hành thị trường chứng khoán này như thế nào. Chúng ta hay nghe nói là cơ chế khớp lệnh, rồi hành lang pháp lý cho thị trường này, các công ty niêm yết trên thị trường được quản lý như thế nào, rồi công bố thông tin từ các cái tổ chức đó ra sao, đối tượng công bố thông tin, những cái vấn đề liên quan đến điều chỉnh về mặt pháp lý. Đó là chúng ta tìm hiểu về vai trò, vị trí, đặc điểm của cái sở giao dịch chứng khoán và liên quan đến cái trung tâm lưu ký chứng khoán. Thì đó là phần thứ tư, chúng ta tìm hiểu về phía quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán này. Và phần sau cùng đó là các bạn tìm hiểu về thông tin trên thị trường chứng khoán. Những cái thông tin cơ bản như là báo cáo tài chính, các cái công bố thông tin về các doanh nghiệp niêm yết, các cái chỉ tiêu tài chính mà chúng ta tìm hiểu về doanh nghiệp đó như thế nào, người ta gọi chung là phân tích cơ bản. Ngoài ra chúng ta còn được giới thiệu một số cái tín hiệu người ta hay dùng là các cái đường trong phân tích kỹ thuật để tìm hiểu về tín hiệu mua bán trên thị trường này như thế nào. Thì đó là tôi tóm tắt nội dung chính 5 phần mà chúng ta sẽ đi qua trong thời lượng 16 tiết 4 buổi. Mỗi buổi như vậy chúng ta thực hiện 4 tiết, thì chúng ta hình dung rằng là thực ra toàn bộ chương trình này thì với thời lượng đó chúng ta cũng không thể giải thích hết toàn bộ, mà bắt buộc chúng ta phải đọc thêm trong tài liệu. Cái giáo trình chúng ta đã có sẵn, giáo trình chúng ta có sẵn, và chú ý là trong cái slide tôi gửi á, mỗi chương tôi đều tóm tắt những cái nội dung chính. Chúng ta học xong từng chương, chúng ta đọc giáo trình kết hợp với slide và cái phần giải thích của giảng viên, để chúng ta trả lời lại, chúng ta hệ thống lại những cái nội dung chính này, thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta thực hiện cái phần thi cuối kỳ. Và chú ý, hiện nay tất cả các lớp học môn thị trường chứng khoán hiện nay thì chúng ta đều phải thi theo hình thức trắc nghiệm và ngân hàng đề thi chung. Tức là hiện nay ngân hàng đề thi chúng ta đã có lên đến vài trăm câu rồi, và người ta sẽ lấy ngẫu nhiên ra từ cái hệ thống ngân hàng đó,
để chúng ta thi. Chúng ta chú ý nha, nó không phải thi theo hình thức như trước đây, tự luận hay là giảng viên ra đề nữa, mà là chúng ta phải thi theo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Do vậy là ngẫu nhiên và máy chấm thôi, không có giảng viên nào chấm cả. Chúng ta chú ý nha. Hiện ta cố gắng, chúng ta nắm bắt nội dung trong từng chương, tóm tắt lại, đọc giáo trình, đọc slide bài giảng và kết hợp với cái phần chúng ta theo dõi trên lớp. Chúng ta từ hệ thống chúng ta trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm phía sau để làm quen, đúng không? Được trích ra từ cái hệ thống ngân hàng đề, thì chúng ta tự trả lời những cái phần sau đó. Rồi sau đó nếu như chúng ta có thắc mắc nội dung gì, chúng ta chưa rõ nội dung nào, thì giảng viên sẽ hướng dẫn chúng ta thông qua cái cầu trực tiếp này, đúng không? Giáo trình chính chúng ta là cuốn thị trường chứng khoán đấy, chúng ta đã có ở trường cũng đã chuyển về cho chúng ta. Cô Yến bên Đọc Kinh Tế viết cái giáo trình này, thì chúng ta cứ bám vào cái giáo trình này để chúng ta đọc. Thì đương nhiên là cái cấu trúc tôi chia nó có khác đi so với cái giáo trình mà chúng ta cầm trên tay. Điều cơ bản như tôi nhắc lại đó là chúng ta nắm bắt trong từng chương mà tôi chia ra trong 5 phần, 5 bài giảng. Nội dung chính chúng ta phải xem lại, hệ thống lại và tự trả lời những câu hỏi trắc nghiệm sau đó. Có cái phần nào chưa rõ thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên. Đầu tiên chúng ta nói về tổng quan thị trường này. Nội dung chính chúng ta nắm bắt trong chương này đó là chúng ta tìm hiểu lại thị trường tài chính. Thực ra thị trường tài chính thì chúng ta đã tìm hiểu trong môn lý thuyết tài chính tiền tệ rồi. Thì chúng ta nắm bắt lại những cái nội dung cơ bản, bởi vì thị trường chứng khoán nó sẽ nằm trong cái cấu trúc của thị trường tài chính. Chúng ta phải nắm bắt được cái sơ đồ mà vận hành một cái thị trường tài chính như thế nào. Vì sao người ta nói rằng là thị trường chứng khoán là thị trường vốn nằm trong thị trường tài chính. Chúng ta sẽ sau khi nội dung này chúng ta học qua thì chúng ta sẽ hiểu rõ được thị trường chứng khoán chúng ta vì sao nó hình thành, và vấn đề trong cái sơ đồ cấu trúc hình thành một cái thị trường tài chính một quốc gia nào đó thì người ta phải cần phải phát triển thị trường chứng khoán đó, là nơi để mà huy động vốn trung dài hạn đó. Chúng ta sẽ phân biệt thị trường vốn, thị trường tiền tệ như thế nào, rồi gắn liền với những cái công cụ để người ta huy động vốn. Khi người ta gọi thị trường vốn thì nó gắn công cụ nào, hay là người ta nói rằng thị trường tiền tệ, vì sao mà chúng ta thấy hệ thống ngân hàng thì người ta chỉ nói nó hoạt động trên thị trường tiền tệ thôi, lý do vì sao, đặt câu hỏi như vậy để chúng ta hình dung. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lịch sử hình thành của thị trường chứng khoán thế giới, và đặc biệt là Việt Nam chúng ta thành lập từ năm 2000 cho đến nay, một cái thị trường khá non trẻ với 13 năm, thì chúng ta sẽ thấy nó có những đặc điểm gì, đúng không? Và vì sao người ta phải phát triển cái thị trường chứng khoán. Chúng ta hay nghe là này giống như một cái nơi để mà có thể người ta gắn cái từ trong ngặt kép thôi nha, cờ bạc đỏ đen chẳng hạn. Có phải như vậy không? Sau khi chúng ta học xong cái chương này, chúng ta hình dung được không? Vì sao người ta đôi khi người ta nói rằng là mua bán rồi lại người này thắng có kẻ thua, đúng không? Có người thì được lời, có người lỗ, có người cháy túi, có người mất hết tài sản do đầu tư vào cổ phiếu. Chúng ta hay nghe như vậy. Thế thì sau cái phần này chúng ta tự trả lời lại xem cái câu luôn người ta nói như vậy có đúng hay không. Và đặc biệt khi chúng ta phân loại thị trường này thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó sẽ ở hai cấp độ, sơ cấp và thứ cấp. Sơ cấp là phát hành lần đầu tiên, hay là thứ cấp chúng ta nói rằng là phải tạo tính thanh khoản mua đi bán lại trên thị trường này. Và phần sau cùng chúng ta tìm hiểu về một số hành vi người ta cho rằng là tiêu cực trên thị trường chứng khoán, và đặc biệt là tại thị trường Việt Nam chúng ta. Trong mỗi chương như vậy, mỗi phần như vậy, các bạn sẽ tự đặt ra những câu hỏi mà chúng ta luôn quan tâm đến một môn học nào đó, nội dung mà chúng ta cần tìm hiểu. Chẳng hạn như trong môn này thì bắt buộc chúng ta cũng phải nói rằng là thị trường chứng khoán nó hình thành như thế nào, đúng không? Thế là nó là gì, mà vì sao là mỗi nền kinh tế người ta lại
ở một quốc gia nào đó, người ta lại muốn phát triển cái thị trường này. Nếu như nó không có những ưu điểm của nó, những cái lợi thế của nó, thì vì sao mà cả chính phủ, cả bộ tài chính, ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán hình thành để mà chỉ phục vụ cho về phát triển cho cái thị trường này. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái thị trường chứng khoán là gì, hay là bên cạnh đó chúng ta nói rằng là chứng khoán là những giấy tờ như thế nào mà các cái tổ chức, các công ty người ta hay dùng, sử dụng nó để huy động vốn, đúng không? Rồi chúng ta sẽ hiểu được là thế thì nó phải giao dịch ra sao, đúng không? Vì sao người ta lại phát hành ra để huy động vốn, rồi sau đó lại được mua đi bán lại, tạo tính thanh khoản. Thế thì nó giao dịch như thế nào, giao dịch ở đâu, người ta tổ chức cái thị trường này, người ta phải có những văn bản pháp lý, hành lang pháp lý để người ta hỗ trợ cho các nhà đầu tư, đúng không? Rồi những cái yếu tố mà chúng ta thường hay nghe là vì sao giá lại tăng lên rất là nhanh, rồi sau đó giảm cũng rất là mạnh, đúng không? Giá phát hành như thế nào, rồi chúng ta nghe mệnh giá, thư giá, thị giá, rồi người ta nói rằng là phải định ra một cái mức giá nào cho là hợp lý khi mà chúng ta tìm hiểu về cái việc là giá trị của cái cổ phiếu đó có đúng như cái giá trị thực của nó hay không. Vì sao có những năm trước 2007 tại thị trường chúng ta có những cổ phiếu mấy trăm nghìn đó, phổ biến, nhưng bây giờ phổ biến là mấy nghìn đồng. Như vậy là điều gì nó khiến cho giá chứng khoán nó thay đổi như vậy? Hiện nay phân nửa chúng ta hay nghe là 750 cái công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì hết phân nửa trong số đó là dưới mệnh giá và đang giao dịch ở những mức giá phổ biến như là 3.000, 4.000, 5.000, khác hẳn với cái thời điểm trước năm 2007 khi mà khủng hoảng tài chính chưa xảy ra, lại có những cái cổ phiếu luôn giao dịch ở mức là vài trăm nghìn một cổ phiếu, chúng ta thấy khác hẳn so với thời điểm hiện tại chẳng hạn. Thế thì điều gì nó đã tác động đến giá chứng khoán như vậy? Rồi ban đầu chúng ta lại quay về với cái phần đầu tiên, bất kỳ cái thị trường nào thì chúng ta cũng đều tìm hiểu về cái bản chất của nó ra sao, đúng không? Rồi vì sao nó lại hình thành, rồi chức năng, cái cấu trúc nó được hình thành ra sao, và những cái công cụ trên thị trường tài chính. Và như tôi đã nói rằng, chúng ta phải hiểu được thị trường chứng khoán nó nằm ở đâu trong cái thị trường tài chính của một quốc gia. Chúng ta sẽ nắm trong cái nội dung căn bản đầu tiên, đúng không? Chúng ta nhắc lại một cái khái niệm mà chúng ta cũng đã được đề cập trong lý thuyết tài chính tiền tệ, đó là gì? Thị trường tài chính, chúng ta gọi chung là nơi giao dịch mua bán trao đổi các cái công cụ có giá, người ta hay gọi chung là công cụ tài chính, đúng không? Mà chính là sau này chúng ta đi tìm hiểu đó là những cái trái phiếu, cổ phiếu, hay là các sản phẩm phái sinh từ đó, đúng không? Rồi vì sao nó lại hình thành như vậy? Các cái công cụ này để giúp cái gì? Có một bên người ta dùng các công cụ này để người ta huy động được vốn, tức là những cái người đang có tiền, thừa tiền, chẳng hạn như các bạn đang có tiền tiết kiệm, các bạn chưa biết đầu tư vào đâu, thông thường các bạn đi gửi ngân hàng, đúng không? Thì đó là chúng ta đang ở cái góc độ là người có vốn, có tiền, thừa vốn, và chúng ta chuyển cho ngân hàng là làm động tác là ngân hàng sẽ sử dụng cái vốn đó, người ta đem cho vay cho những người còn vốn, là các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các công ty người ta đang thiếu vốn để đầu tư vào các dự án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng không? Thế thì một cái hình ảnh đơn giản như vậy để chúng ta hình dung rằng là nó đã chuyển cái dòng tiền, cái dòng vốn luân chuyển trong một quốc gia thông qua các cái định chế tài chính trung gian, thông qua các cái định chế tài chính, đúng không? Và nó sẽ thu hút cái lượng vốn dư thừa từ các tổ chức cá nhân và chuyển cho những cái tổ chức cá nhân khác người ta đang cần vốn để người ta phát triển, đầu tư hay là kinh doanh. Thì chúng ta hình dung rằng đầu tiên thì chúng ta thấy cái đặc điểm rất rõ của cái thị trường này, đó là một cái kênh dòng vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn khi mà chúng ta nói hình dung thông qua cái thị trường chứng khoán, khi chúng ta nói về cái kênh dòng vốn này. Và từ đó là muốn có huy động hay là chuyển nhượng hay là mua bán hay là để mà thực hiện cái việc dòng vốn này thì nó phải có cái giá của các cái tài sản tài chính. Bởi vì chúng ta hình dung là trên thị trường này nó sẽ xuất hiện các cái công cụ có giá, người ta gọi chung là các cái tài sản tài chính,
Sau này chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, đó là những cái trái phiếu cổ phiếu đó tôi hay nhắc. Thế thì nó sẽ thực hiện cái chức năng hình thành giá cho cái nhà đầu tư, đúng không? Thì chúng ta muốn bỏ tiền chúng ta mua thì chúng ta mua mức giá nào, chúng ta mua như thế nào, cái cơ chế nào để chúng ta thực hiện được cái quyết định đầu tư đó, đúng không? Và nó phải hình thành được cái mặt bằng giá, tức là các bên mua bán tham gia vào thỏa thuận được cái mức giá đó, hình thành giá trên thị trường này đó. Và đặc biệt là khi mà chúng ta nói rằng là những cái tài sản tài chính đó đã được phát hành, nhưng mà nếu như những người người ta đang nắm giữ những cái tài sản tài chính đó người ta muốn chuyển thành tiền mặt thì sao? Thế thì thị trường này nó cũng sẽ tạo ra cái tính thanh khoản cho các cái tài sản tài chính đó. Tức là nếu như các bạn chúng ta đang nắm giữ các cái tài sản tài chính đó thì chúng ta dễ dàng chúng ta chuyển nó thành tiền mặt thông qua cái thị trường này. Tức là nó sẽ tạo ra cái cơ chế, tạo ra thị trường, nó tạo ra một cái phương thức để chúng ta dễ dàng chúng ta bán đi được các cái tài sản tài chính mà chúng ta đang nắm giữ, tức là tạo tính thanh khoản. Một cái thị trường mà mất tính thanh khoản thì chúng ta thấy rằng, hình dung rằng nó rất dễ đổ vỡ. Tức là nếu như các bạn mà có nắm giữ những cái trái phiếu cổ phiếu, những cái tài sản tài chính nói chung mà chúng ta không chuyển nhượng được, tức là nếu như chúng ta bán mà không có người mua đó, nghĩa là chúng ta đang nói là mất tính thanh khoản của tài sản đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái chức năng của nó luôn phải tạo ra cái tính thanh khoản thì mới thu hút được cái dòng vốn, thu hút được cái dòng vốn. Và đặc biệt là bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng có một cái chức năng, người ta nói rằng là những cái quyết định đầu tư được đưa ra trên thị trường này, các quyết định đầu tư được đưa ra trên thị trường này thì nó phải thông qua cái việc chúng ta phải tìm kiếm thông tin, chúng ta phải đưa ra một quyết định mà chúng ta phải dựa trên những loại thông tin nào. Thì thị trường này nó giúp cho cái thông tin nó minh bạch hơn, và nó thường là gọi là thông tin cân xứng cho tất cả các nhà đầu tư. Các cái quyết định đầu tư được đưa ra sẽ giúp cho giảm được cái chi phí trên thị trường này. Thì chúng ta hình dung là trên thị trường chúng ta thì cái chi phí mà tìm kiếm thông tin để đưa ra quyết định thì thường nó, người ta thống kê rằng nó sẽ có cái mức chi phí gấp nhiều lần so với những cái thị trường lân cận chúng ta như Đông Nam Á. Nếu như chúng ta so sánh với Thái Lan thì cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra là gấp đến 5 đến 10 lần một cái quyết định đầu tư. Tức là các bạn phải tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin và đưa ra được cái quyết định đầu tư tốt trên cơ sở thông tin đó thì chúng ta sẽ tốn kém chi phí rất nhiều lần so với các cái quốc gia mà nó có cái thị trường tài chính đã phát triển. Và có một cái chức năng quan trọng của thị trường này, người ta nói rằng là sẽ giúp cho cái việc lưu thông tiền tệ chúng ta ổn định ở một quốc gia. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là ngân hàng nhà nước hay thể hiện cái vai trò này trên thị trường tiền tệ bằng cách có thể là đưa một lượng tiền vào hay là hút một lượng tiền ra thông qua các cái công cụ tài chính trên thị trường này, nhằm ổn định lạm phát, kiềm chế lạm phát chẳng hạn. Người ta cũng có thể sử dụng các cái công cụ tài chính để đạt được cái mục tiêu này. Chúng ta sẽ phân loại thị trường tài chính này ở dưới góc ba góc độ. Thì đầu tiên các bạn nói rằng là chúng ta sẽ phân chia thị trường tài chính dưới góc độ là thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao lại gọi là thị trường vốn. Để lại là phân chia thị trường tiền tệ thì nó có khác gì hay không? Khi chúng ta dùng cái thuật ngữ vốn, khi nào thì chúng ta dùng là thị trường tiền tệ. Và sau đó chúng ta cũng nói rằng nếu như chúng ta đặt bối cảnh thị trường chứng khoán thì vì sao người ta lại nói rằng thị trường chứng khoán lại thuộc về thị trường vốn? Nó sẽ có cái nguyên tắc, nó sẽ có cái khái niệm, nó sẽ có cái đặc điểm, cái vai trò, cái chức năng của nó để chúng ta sẽ phân biệt được. Rồi vì sao người ta lại phân chia ra thị trường nợ, đúng không? Và thị trường vốn cổ phần. Rồi ở góc độ thứ ba, người ta sẽ phân chia thị trường sơ cấp và thứ cấp sau đó. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái việc phân loại đầu tiên, dựa vào cái cấu trúc của thị trường này, người ta sẽ phân chia dưới dạng là thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Chúng ta nghe rằng là các ngân hàng thương mại của chúng ta thì vì sao người ta lại nói là thuộc thị trường tiền tệ?
chẳng hạn như là thị trường liên ngân hàng chẳng hạn, ngồi hối hay là cho vay tín dụng dưới một năm, dưới một năm, chúng ta chú ý là dưới một năm, tức là người ta sử dụng các công cụ tài chính ngắn hạn dưới một năm, dưới một năm thì người ta xếp nó vào thị trường tiền tệ, chúng ta chú ý dưới một năm. Như vậy là thực ra cái chức năng của ngân hàng thương mại đó là nó huy động vốn mà nằm ở cái kỳ hạn dưới một năm là chính, và sau khi có cái nguồn này thì nó cũng sẽ cho vay, cho vay dưới một năm là chủ yếu. Do vậy người ta xếp vào thị trường tiền tệ. Nhưng khi chúng ta nói rằng là một cái thị trường mà nó gắn với những công cụ huy động vốn trung dài hạn, trung dài hạn, tức là chúng ta hiểu rằng cái kỳ hạn của nó trên một năm, trên một năm, tức là các cái tổ chức người ta phát hành, người ta huy động vốn, người ta sẽ thể sử dụng được cái nguồn vốn này một cách ổn định hơn, ổn định hơn. Ổn định ở chỗ là gì? Nếu như tôi đi phát hành một cái giấy tờ nào đó thì tôi sẽ trả, hoàn trả lại nó có thời gian trên một năm. Nên sau này chúng ta học trái phiếu, vì sao người ta nói rằng là trái phiếu phải có kỳ hạn trên một năm. Và khi doanh nghiệp huy động á, huy động vốn á, một mặt người ta có được cái phần tiền mặt, mặt khác là người ta lại có được, người ta phải ghi nhận một cái khoản nợ dài hạn trên một năm, tức là mỗi khoản nợ phải trả. Hay là các công ty, vì sao người ta lại huy động vốn thông qua công cụ cổ phiếu, và cái cổ phiếu thì không có thời hạn, tức là cái tổ chức mà huy động và sử dụng cái cổ phiếu hình thành vốn chủ sở hữu đó, người ta có thể sử dụng cái nguồn vốn này một cách dài hạn. Do vậy mà chúng ta cũng thấy rõ rằng cái chức năng trên thị trường chứng khoán chính là nó sẽ có những cái công cụ giúp cho các cái tổ chức nói chung, các cái doanh nghiệp, các cái công ty có thể là huy động được cái nguồn vốn trung dài hạn thông qua thị trường chứng khoán, thông qua thị trường chứng khoán. Như vậy nó khác hẳn với việc là gì? Chúng ta thấy một cái hình ảnh đơn giản là chúng ta thấy các doanh nghiệp chúng ta hay đi vay ngân hàng, nhưng mà thực ra nếu như đi vay ngân hàng thì nó lại là những cái khoản vay dưới một năm thôi, trên thị trường tiền tệ thôi. Nhưng khi mà các bạn muốn có những cái nguồn vốn ổn định trong dài hạn, tức là trên một năm trở lên, từ một năm trở lên đó, thì các cái doanh nghiệp, các tổ chức đó phải tổ chức huy động vốn thông qua các công cụ trên thị trường chứng khoán, trên thị trường chứng khoán. Một khi mà một doanh nghiệp nào đó phát hành được trái phiếu có nhà đầu tư mua, hay là phát hành được cổ phần, cổ phiếu, hình thành vốn chủ sở hữu, đó là chúng ta đang nói về thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán. Như vậy chúng ta hình dung được không? Tức là nó giúp cho các cái tổ chức huy động được thông qua các cái công cụ huy động vốn trên một năm, tức là cái tính chất của nó là tạo được cái nguồn vốn ổn định hơn, trung dài hạn, để chúng ta có thể thực hiện được những cái dự án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà có cái thời hạn dài hơn, dài hơn. Tôi vừa đề cập cho chúng ta các cái công cụ trên hai thị trường này, thì chúng ta cũng đã phân biệt rõ thông qua cái thời hạn hay là kỳ hạn của nó. Điển hình cho những cái công cụ trên mỗi thị trường, chúng ta thấy có rất nhiều đúng không? Nhưng nhìn chung những cái công cụ này chúng ta dựa vào cái thời hạn tính chất hoàn trả của nó dưới một năm để chúng ta phân biệt. Đặc biệt là trong môn học này chúng ta sẽ làm rõ những cái công cụ trên thị trường vốn. Làm rõ những công cụ trên thị trường vốn. Tôi nhắc lại, đó là chúng ta sẽ tập trung vào những cái trái phiếu, cổ phiếu hay là những cái chứng chỉ quỹ, phải không? Chứng chỉ của quỹ đầu tư. Thì đó là những cái phần chính mà chúng ta sẽ được đề cập trong cái môn thị trường chứng khoán. Nghĩa là chúng ta sẽ làm rõ những cái công cụ huy động vốn, những cái công cụ mà doanh nghiệp vì sao có được cái lượng vốn trên thị trường chứng khoán, sử dụng như thế nào, rồi những cái thông tin liên quan đến các công cụ này. Rồi chúng ta thấy rằng trên thị trường này phải có cái vai trò trung gian của các cái định chế mà chúng ta thường thấy như là ngân hàng thương mại, tổ chức huy động tiền gửi rồi cho vay, cho vay lại, đúng không? Là chúng ta thấy rằng những cái công ty tài chính cũng sẽ tham gia trên thị trường này thông qua cái việc là nó có thể huy động vốn và nó đầu tư cho vay lại các cái tổ chức, các cá nhân có nhu cầu.
Và gần đây chúng ta cũng có nghe những cái thông tin về các cái quỹ hưu trí, Việt Nam thì cũng đã xuất hiện quỹ hưu trí, đó là cũng huy động vốn hình thành quỹ này và dùng cái vốn đó để đầu tư, đúng không? Rồi chúng ta cũng đã thấy được những cái công ty bảo hiểm tham gia trên thị trường Việt Nam như là Prudential, Manulife hoặc là công ty bảo hiểm về Bảo Việt, Bảo Minh, đúng không? Nó cũng có chức năng huy động vốn thông qua các cái công ty của nó. Có thể nó có thành lập những cái công ty con, tập đoàn Bảo Việt chẳng hạn, nó cũng có những cái công ty chuyên về tài chính, có thể huy động vốn, đóng vai trò như là một cái tổ chức trung gian tài chính. Và sau khi huy động vốn xong thì nó có thể là sử dụng vốn đó để cho vay lại hoặc là có thể tự đầu tư. Chúng ta thấy rằng là vai trò của các tổ chức trung gian thể hiện rất rõ trên thị trường này, là cầu nối, là kênh dẫn vốn để dòng vốn có thể luân chuyển được trong một quốc gia, và nó sẽ luân chuyển những cái đến những nơi cần thiết, gọi là cần thiết để sinh lời, tạo ra hiệu quả cao hơn cho đồng vốn. Nội dung chính của chúng ta tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Đây là cái phần chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau khi chúng ta đã đi qua cái vấn đề tìm hiểu lại về thị trường tài chính hình thành như thế nào, thông qua cái bản chất, chức năng, cái công cụ và cái vấn đề về phân loại của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trường chứng khoán như thế nào. Thì trong cái quan niệm khái niệm gần đây nhất thì người ta nói rằng đây là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, giao dịch, chuyển nhượng các loại chứng khoán mang tính chất chung dài hạn, tức là chúng ta hiểu chung dài hạn là trên một năm, đúng không? Chứng khoán là những cái giấy tờ có giá để các doanh nghiệp, các cái tổ chức có thể huy động vốn, và nó được phát hành, sau đó nó sẽ được chuyển nhượng mua bán. Tức là người ta nói rằng nó sẽ là nơi diễn ra các hoạt động này, như vậy là nó sẽ bao quát chung về cái hình thức là gì. Chúng ta muốn có vốn thì chúng ta dùng các công cụ để chúng ta huy động vốn, nhưng để đảm bảo được cái tính chất là nó có giá trị và nó chuyển nhượng được thì người ta phải tổ chức thêm cái thị trường mua đi bán lại, đúng không? Chuyển nhượng để tạo tính thanh khoản cho nó. Nhưng cái tính chất của nó chúng ta phải hiểu gắn liền với cái nguồn vốn chung dài hạn của các doanh nghiệp. Thì tôi nhắc lại sau này các bạn học về đi chi tiết hơn chứng khoán là gì, rồi các bạn tìm hiểu về trái phiếu, cổ phiếu, thế thì những cái công cụ đó nó sẽ gắn với cái tính chất mà tôi vừa nói, tức là trên một năm. Chúng ta phát hành ra trái phiếu thì có tính chất là hoàn trả trên một năm, về cái việc trả lãi và gốc chẳng hạn. Hay là chúng ta phát hành cổ phiếu thì chúng ta sử dụng không thời hạn, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm là tạo ra lợi nhuận để chúng ta phân chia cái lợi nhuận đó dưới dạng cổ tức chẳng hạn. Thì chúng ta nhìn vào cái khái niệm này thì chúng ta cũng đã thấy hình dung được cái bản chất của thị trường này là nó sẽ tạo nên một cái công cụ huy động vốn, và cái nguồn vốn mà tạo nên từ các công cụ đó nó sẽ giúp cho các cái tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động một cách ổn định hơn, do cái tính chất về nguồn vốn đó chúng ta có thể sử dụng đầu tư vào những cái tài sản dài hạn, và từ đó chúng ta sẽ nói rằng là tìm hiểu về thị trường này thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái chức năng, các cái cách phân loại, các cái hoạt động của nó. Rồi như tôi nói là sau này các bạn sau khi đã tìm hiểu được cái thị trường này thì chúng ta hình dung lại thì sao nó nói rằng là cần phải phát triển thị trường này ở một quốc gia đó, chứ không phải gắn với khái niệm là gì, nơi là có thể là đỏ đen cờ bạc mua bán, đúng không? Chúng ta lúc đầu tôi hình dung chúng ta thì sau khi chúng ta sẽ trả lời cái phần này. Thì trước hết là chúng ta tìm hiểu lịch sử hình thành thị trường này như thế nào. Thì đầu tiên người ta nói rằng là thực ra là nó không có những cái giao dịch phức tạp như hiện nay, khi chúng ta thấy rằng là có những bảng điện, rồi tổ chức thị trường, tổ chức nơi vận hành, tổ chức nơi mua bán, rồi tham gia nhà đầu tư, rồi thông qua những ký hiệu hay là thông qua cái hệ thống online người ta đặt lệnh vào thị trường này, đúng không? Hay là các doanh nghiệp mà muốn huy động vốn thì không phải là phải thông qua cái hồ sơ, rồi thông qua các cái công ty chứng khoán để thực hiện cái việc là phát hành, đúng không? Thì người ta nói rằng là không có những cái giao dịch phức tạp, nghĩa là
không có những sản phẩm phái sinh, những hợp đồng nợ, những hợp đồng hoán chuyển như hiện nay, mà chỉ là những cái mua bán những cái hàng hóa thông thường, hoặc là những cái ngoại tệ mạnh thôi. Chúng ta thấy cái hình ảnh bên họ, và những người mua bán này người ta chỉ tập trung tại các cái lữ quán mà ngày xưa người ta nói rằng là những cái quán cà phê bên đường, để thỏa thuận trao đổi về một cái loại hàng hóa nào đó, mức giá rồi khối lượng giao dịch, rồi người ta có thể ấn định một cái thời hạn để hoàn trả các cái hàng hóa đó, hay là có thể hoàn trả những cái chênh lệch phát sinh từ những cái giao dịch này. Nhưng chỉ là những cái hàng hóa như chúng ta hình dung thấy như rau củ quả chẳng hạn, hay là những cái tờ giấy mà người ta gọi là ngoại tệ đó. Và những cái thỏa thuận này người ta nói rằng nó đã có hình dung hao hao giống như một cái sở giao dịch tập trung để các bên có thể mua bán trao đổi về một loại hàng hóa nào đó, có thể thỏa thuận được mức giá, có thể thỏa thuận được cái phương thức mua bán như thế nào, thanh toán ra sao. Và người ta có những cái hợp đồng mà người ta nói rằng là mua bán thì giá hôm nay, nhưng mà có thể chốt giá thực hiện vào tương lai, có thể thanh toán phần chênh lệch do so với cái giá mà thỏa thuận ban đầu. Thì những cái vấn đề như vậy người ta nói rằng đã xuất hiện cái manh nha của thị trường này ở Vương quốc Bỉ, đúng không? Đây là một hình ảnh minh họa về loại cổ phiếu đầu tiên, cũng là của một cái công ty mà người ta cho rằng là công ty cổ phần đầu tiên. Nó với tên gọi là Đông Ấn Hà Lan. Thì công ty này nó xuất phát ở Vương quốc Anh, do nữ hoàng Anh thành lập. Và cái công ty này nó hình thành bởi cái mục đích là nó đi kinh doanh hàng hóa, và nó đi xuyên Đại Tây Dương để nó đến giao dịch mua bán hàng hóa với các nước châu Á, đặc biệt là Ấn Độ. Thì chúng ta hình dung là một cái chuyến hải trình như vậy nó sẽ có thể có những cái bất chắc rủi ro xảy ra. Có thể là người ta mất luôn cái hàng hóa người ta đang vận chuyển bởi những cái điều kiện khách quan như thời tiết chẳng hạn, khắc nghiệt chẳng hạn. Thế thì người ta lại tổ chức một công ty kêu gọi rằng là một số người dân người ta góp vốn vào trong cái chuyến hải trình đó, với cam kết rằng là nếu như cái chuyến hải trình này thành công thì công ty đó nó sẽ đứng ra nó phân chia số tiền thu được sau khi trừ hết chi phí ra cho những người tham gia bỏ tiền vào trong cái chuyến hải trình đó. Và nếu như mất đi rủi ro xảy ra thì xem như mất số tiền góp thôi. Thì đây là một cái hình thức người ta cho rằng một cái công ty tổ chức đầu tiên đã có sự huy động vốn từ các tổ chức khác, cá nhân bên ngoài vào, và ghi nhận trên một cái tờ giấy, người ta ghi nhận là tên một người nào đó góp bao nhiêu tiền trong cái chuyến hải trình. Vậy là một cái chuyến hải trình người ta đưa ra cái số vốn để bỏ ra trong chuyến hải trình đó, và mỗi người mà tham gia góp vốn vào thì người ta sẽ có cái tỷ lệ trên tổng số vốn góp vào trong một cái chuyến hải trình như vậy. Thế thì cái lợi nhuận hay là sau khi mà thành công á, thì về chia cái lợi nhuận cũng trên cái tỷ lệ này. Và nếu như lỡ có mất bát đi thì mất cái số vốn mà người ta bỏ trong cái chuyến hải trình đó thôi. Và cái việc ghi nhận cái vốn góp như vậy là người ta thể hiện trên cái tờ cổ phiếu này. Tờ cổ phiếu này hiện tại đang lưu trữ ở Viện Bảo tàng của Amsterdam, Hà Lan. Tức là vẫn còn nguyên cái tờ gốc này, người ta chụp lại thôi. Để chúng ta hình dung đó là cái tờ cổ phiếu đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới. Tức là ghi nhận một cái quyền góp vốn của một nhà đầu tư nào đó. Và có thể phân chia được cái lợi nhuận và rủi ro dựa trên cái tỷ lệ góp vốn vào một công ty. Đó là một hình thức đầu tiên người ta nói rằng đã có cái tờ cổ phiếu ở Hà Lan vào năm 1606 là như vậy. Do đó sau này mà chúng ta nói rằng là trong lịch sử thị trường chứng khoán ghi nhận cái tờ cổ phiếu nào đầu tiên thì chúng ta phải nhớ là cái tờ này, cổ phiếu đầu tiên trên thế giới. Đây là hình ảnh công ty mà chúng ta thấy là tôi vừa nhắc đến, công ty Đông Ấn Hà Lan được thành lập nên. Và đây là một cái hình ảnh mà cơ ngơi của nó khá hoành tráng vào, người ta ghi nhận vào thời điểm năm 2007. Và đến nay vẫn còn tồn tại nha. Đó là từ năm 1606 như vậy, đến nay vẫn còn tồn tại. Đây là công ty xem như là công ty cổ phần đầu tiên trên thế giới.
Và cái tờ cổ phiếu đó được xem là tờ cổ phiếu đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới. Đó. Ở bên cạnh đó, sau này người ta còn phát triển những cái sở giao dịch, tức là bắt đầu hình thành những cái sở giao dịch lớn. Thực ra là đầu tiên nó cũng đã có sở giao dịch chứng khoán Hà Lan, rồi đến London, rồi ở Mỹ thì có sở giao dịch chứng khoán New York. Thì đây là một trong những sở giao dịch người ta ghi nhận là hàng đầu trên thế giới, được thành lập vào năm 1914. Hiện nay có hàng trăm cái tập đoàn lớn trên thế giới được niêm yết ở đây. Khối lượng hàng ngày nó có thể giao dịch lên đến hàng tỷ đô la, chúng ta thấy rằng cái quy mô niêm yết của các công ty nó lớn, tập trung những cái doanh nghiệp hàng đầu, và nó có những cái tiêu chuẩn niêm yết khắt khe. Và vì sao người ta lại muốn là tham gia vào những cái sở giao dịch lớn như vậy? Bởi vì là gì? Người ta dễ dàng huy động được cái lượng vốn lớn, người ta dễ dàng bán được cái cổ phiếu. Các nhà đầu tư nắm giữ như vậy đều có thể bán được cái cổ phiếu mà mình đang nắm giữ để chuyển thành tiền mặt, tức là tính thanh khoản của nó. Cái khối lượng giao dịch lớn, quy mô lớn như vậy thì cái dòng vốn luân chuyển của nó cũng sẽ lớn. Và những cái doanh nghiệp nào mà đã được niêm yết trên những cái sở giao dịch lớn như vậy thì nó sẽ có được thêm cái uy tín, đúng không? Có được thêm cái thương hiệu thông qua thị trường này. Hiện nay sở giao dịch chứng khoán New York là một trong những sở giao dịch hàng đầu trên thế giới, bởi cái quy mô giao dịch, số lượng niêm yết và cái dòng vốn mà luân chuyển vào thị trường này. Chúng ta còn thấy những cái hình ảnh khác như là thị trường chứng khoán của Nhật Bản. Thì Nhật Bản thì cũng đã thành lập cái thị trường này từ rất là sớm, và hiện tại là tới 9 cái sở giao dịch chứng khoán trên thị trường này, được thành lập vào những năm 1878. Hình ảnh này là chứng khoán của Đức, sở giao dịch chứng khoán giao dịch ở Đức. Chúng ta hình dung rằng trong cái lịch sử thị trường chứng khoán nó cũng đã trải qua những cái thăng trầm của nó. Đặc biệt nó cũng đã có những cái cuộc khủng hoảng về tài chính xảy ra. Chúng ta thấy rằng là những năm đầu tiên thành lập đến trước năm 1929 thì người ta ghi nhận là đó là một cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán thế giới tăng trưởng rất là mạnh. Rất nhiều công ty cổ phần được thành lập, rồi huy động vốn, phát hành chứng khoán, phát hành các cái trái phiếu cổ phiếu để huy động được vốn và sử dụng cái vốn đó để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng đến năm 1929 thì người ta thấy rằng là người ta sau những cái đợt người ta gọi là những cái bong bóng, tức là người ta thổi phồng những cái giá cổ phiếu lên quá cao, rồi khi mà khủng hoảng xảy ra thì bong bóng nó mau chóng xẹp đi và nó để lại những cái hệ lụy của nó sau này. Và từ cái thị trường này người ta nói rằng là nó phản ánh những cái tăng trưởng suy thoái của nền kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là nó đang lan rộng. Bởi vì nó là kết nối giữa các cái khu vực, chẳng hạn như Mỹ, châu Âu chẳng hạn, rồi liên quan đến châu Á. Đặc biệt là gần đây nhất chúng ta thấy cái khủng hoảng năm 2008 manh nha từ cái thị trường bất động sản của Mỹ thôi, cho vay dưới chuẩn của Mỹ thôi, rồi nó tác động đến thị trường chứng khoán, rồi lại lan truyền sang khu vực Eurozone, tức là thị trường chung châu Âu, rồi dẫn đến là gì, khủng hoảng nợ châu Âu, hàng loạt các thị trường châu Á ảnh hưởng. Và thực ra chúng ta nói rằng là chúng ta ít chịu ảnh hưởng, nhưng đến năm 2008 chúng ta bắt đầu mới thấy được những cái hệ lụy của thị trường tài chính cho toàn cầu khi mà khủng hoảng này nổ ra. Và gần như 5 năm gần đây chúng ta thấy rằng là sau 2008 thì vấn đề mà chúng ta nói rằng các công ty mà thực sự mà huy động vốn rồi niêm yết, rồi vấn đề có được những lượng vốn trên thị trường này, cũng như là cái tính thanh khoản của nó cũng đã giảm sút đi rất là nhiều. Chúng ta hình dung rằng thị trường chúng ta thành lập từ năm 2000 đến nay thì đã trải qua cái chặng đường 13 năm, và người ta đánh giá nó vẫn là một trong những cái thị trường non trẻ trên thế giới so với cái lịch sử hình thành từ thế kỷ 16, 15, 16. Thì đầu tiên chúng ta hình dung lại cái thị trường chúng ta là nó chỉ thành lập một cái trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đầu tiên thôi. Người ta gọi là HOSE, thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 2000. Và ban đầu nó chỉ có hai
cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là hàng hóa cho thị trường ấy. Hai cái cổ phiếu đầu tiên chúng ta gọi là công ty cơ điện lạnh Ri và công ty cổ phần cáp viễn thông Sam. Thì đây là hai cái doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Và thêm một số ít cổ phiếu của trái phiếu chính phủ trước đây đã phát hành. Thì chúng ta hình dung là cái quy mô ban đầu thị trường rất là nhỏ bé, rất là nhỏ. Và một cái thời gian sau đó thì đến người ta ghi nhận đến giai đoạn năm 2006-2007 thì thị trường này đã có những cái bước tăng trưởng vượt bậc. Đó là những cái huy động vốn mà người ta tính trên cái tỷ lệ GDP ấy, lên đến gần 50% cái GDP, giá trị GDP tính đến năm 2007. Đó là một cái chặng đường từ năm 2007 năm sau đó. Và đặc biệt trong những cái khoảng giai đoạn này, người ta thấy rằng là chứng kiến cái thị trường này mà người ta hay gọi là cái bong bóng của thị trường. Có những bài báo viết rằng là cái thị trường chứng khoán Việt Nam, người ta dùng cái từ trong ngoặc kép là người Việt Nam đang điên vì chứng khoán. Người ta dùng cái từ trong ngoặc kép nha. Bởi vì là gần như là nhà nhà đầu tư chứng khoán mà người ta chỉ nói đến một điều là mua chứng khoán là có lợi. Tức là từ cái năm 2006 đến tháng 2 năm 2007. Và trong cái giai đoạn này chúng ta thấy nghe, chúng ta cũng hay nghe, nếu như chúng ta đọc lại cái thị trường chúng ta thì có những cái cột mốc người ta nói là chỉ số cao nhất, chỉ số chúng ta hay nghe chỉ số của thị trường VN-Index lên đến 1.170 điểm. Đây là con số cao nhất và ghi nhận trên trong cái lịch sử 13 năm của thị trường, diễn ra vào tháng 2 năm 2007. Ở đó chúng ta thấy rằng rất nhiều thông tin lạc quan về vĩ mô, về nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng, rồi có những thông tin rất tốt, chúng ta gia nhập WTO, chúng ta có được những cái vị thế chúng ta, rồi nó phản ánh vào là tâm lý rất là lạc quan của thị trường. Và gần như là người ta nói rằng là đầu tư và chứng khoán trong giai đoạn này là đều có lời, thậm chí có những cổ phiếu lời cả 100%, 200%. Ví dụ như ở Bình Định nó có cái công ty khoáng sản Bình Định BMC, trong năm 2007 nó giao dịch lên đến mức giá hơn 700.000, 735.000 đồng một cổ phiếu. Và tôi nhớ rằng có một cái đợt huy động vốn nó tăng vốn lên gấp đôi. Chúng ta nghe là tăng vốn lên gấp đôi thì nó sẽ chia cái giá 735.000 đó, chia phân nửa đi, tức là còn khoảng 300 mấy chục nghìn. Nhưng một thời gian ngắn sau đó nó lại lấy lại mốc 700.000 sau đó. Thì chúng ta thấy cái giá trị ảo của cái thị trường này nó rất là lớn, rất là lớn. Thì sau năm khủng hoảng xảy ra thì chúng ta cũng đã thấy được rất rõ là nó đã dẫn đến những hệ lụy sau này, hệ lụy sau này. Thì hình dung như vậy để chúng ta thấy rằng là người ta minh họa cho chúng ta một hình ảnh như sau. Đó là cái số lượng các công ty niêm yết gia tăng lên. Ban đầu từ hai cái cổ phiếu, chúng ta nói công ty niêm yết là số lượng doanh nghiệp á, số lượng doanh nghiệp mà đủ điều kiện niêm yết thì mỗi cái doanh nghiệp niêm yết như vậy người ta sẽ cấp một cái mã cổ phiếu giao dịch. Thì Ri và Sam là hai cổ phiếu đầu tiên. Từ sau đó chúng ta thấy rằng đến tháng 6, người ta ghi nhận đến tháng 6 năm 2011 đó, thì cái số lượng công ty niêm yết đã lên đến hơn 700 công ty niêm yết. Đó là gia tăng được cái hàng hóa cho thị trường này. Cái số lượng công ty niêm yết là chúng ta hiểu rằng đó là hàng hóa cho thị trường chứng khoán. Ghi nhận là cái số lượng đã hơn 700 và hiện tại thì đã hơn 750 công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thì đó là chúng ta thấy gia tăng về số lượng công ty niêm yết. Đồng thời là gia tăng số lượng tài khoản của các nhà đầu tư. Thì số lượng tài khoản hiện nay là gần 1.200.000 tài khoản. Đó là số lượng nhà đầu tư là các tổ chức, rồi các cá nhân người ta tham gia trên thị trường này. Rồi đến cái số lượng công ty chứng khoán, chúng ta hiểu rằng là trên thị trường này thì nó phải có cái số lượng công ty tham gia vào là trung gian, tức là môi giới giữa các bên mua bán, trung gian thực hiện cái việc là vận hành cái thị trường này. Có cái định chế trung gian là các công ty chứng khoán, thì số lượng hiện tại nó lên đến 105 công ty chứng khoán. Thì đó là những cái hình ảnh đầu tiên chúng ta hình dung về thị trường chứng khoán Việt Nam. Và có một cái chỉ tiêu đánh giá rất là quan trọng trên thị trường này, đó là cái giá trị mà người ta nói rằng là huy động vốn
huy động vốn thông qua thị trường, hay là giá trị vốn hóa. Giá trị vốn hóa, huy động vốn tức là anh phát hành ra những cái trái phiếu, cổ phiếu, các cái chứng từ có giá để anh huy động được vốn cho các cái tổ chức, và cái lượng vốn đó nó sẽ góp phần làm tăng vốn cho nền kinh tế. Chúng ta hay nghe được thị trường sơ cấp chút xíu chúng ta sẽ được giải thích. Còn giá trị vốn hóa là gì? Chúng ta hay nghe là những cái công ty có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán, ví dụ 30 công ty hàng đầu hay là 10 công ty hàng đầu, người ta hay gọi chung là blue chip của thị trường, bởi vì nó sẽ gắn với cái giá trị vốn hóa lớn. Chúng ta hiểu rằng cái giá trị vốn hóa này nó sẽ gắn với cái vốn điều lệ của một công ty thông qua cái số lượng cổ phần mà nó đã phát hành. Và người ta dùng cái số lượng cổ phần hay là cổ phiếu đã phát hành của công ty đó, người ta nhân với cái thị giá của nó. Tức là cái mức giá của nó, nếu như nó làm ăn tốt và nó phản ánh thông qua cái mức giá người ta gọi là thị giá đó, thì cái giá trị vốn hóa nó sẽ càng gia tăng lên. Ví dụ người ta nói là Vinamilk có thể là giá trị vốn hóa của nó trên 1 tỷ đô la. Do những gần như 10 năm gần đây nó đã thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh, ổn định về tài chính. Và cái mức giá của nó trên 100 nghìn, 130 mấy nghìn như hiện nay, thì giá trị vốn hóa của nó là tính tương đương ra đô la thì có thể trên 1.000, trên 1 tỷ đô la. Ví dụ như vậy, chúng ta hay nghe giá trị vốn hóa trên thị trường. Hay là trên thị trường chứng khoán của Mỹ, chúng ta hay nghe những cái tên tuổi, ví dụ như người ta hay nói là cổ phiếu Apple, cái cổ phiếu của công ty mà cái hình thương hiệu quả táo cắn dở chẳng hạn. Nếu như mức giá của nó có những thời điểm lên đến 700 đô một cổ phiếu, thì cái giá trị vốn hóa của nó sẽ lớn nhất trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Thế thì một trong những chỉ tiêu người ta đánh giá cái việc là thành công hay không của thị trường, đó là cái giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết có gia tăng lên hay không, và rồi cái việc huy động vốn của nó có thành công thông qua thị trường này hay không. Thì đây là những cái con số minh họa cho chúng ta cái giai đoạn mà thấy là chúng ta thấy cái cột mốc năm 2007, chúng ta thấy cái giá trị vốn hóa của nó đóng góp vào GDP là hơn 45%, và cái huy động vốn thông qua thị trường này là lên đến 120.000 tỷ Việt Nam đồng. Thì chúng ta thấy con số này cực kỳ lớn. Nhưng những năm sau đó bắt đầu khủng hoảng trở đi, sau 2007 thì có các chỉ tiêu này đều giảm sút, đều giảm sút. Đó là những cái minh họa đầu tiên để chúng ta hình dung cái việc hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 cho đến nay. Quay lại với phần lý thuyết chung về thị trường này, thì chúng ta sẽ phân chia, phân loại thị trường này ở nhiều góc độ khác nhau. Rồi chúng ta chú ý rằng là chúng ta dựa vào những cái phần lý thuyết này để chúng ta trả lời cái hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Thì đầu tiên chúng ta hình dung rằng dưới dạng luân chuyển các nguồn vốn thì người ta lại chia ra là thị trường sơ cấp và thứ cấp. Sơ cấp và thứ cấp. Sơ cấp là người ta gọi là huy động vốn lần đầu tiên thông qua việc phát hành các loại chứng khoán, có thể phát hành trái phiếu, có thể phát hành cổ phiếu, cũng có thể phát hành chứng chỉ quỹ. Thì chúng ta hay gắn với một số công ty, một số công ty thì chúng ta thấy phổ biến nhất là phát hành cổ phiếu, đúng không? Chúng ta nghe là những cái đợt IPO của các công ty, IPO á, tức là phát hành lần đầu tiên cái cổ phần ra bên ngoài. Ví dụ như gần đây các bạn nghe là một số cái ngân hàng lớn, thì tôi sẽ lấy một cái tình huống để chúng ta hình dung thông qua hai cái cấp độ này, thông qua cái cổ phiếu của Vietcombank, cái ngân hàng ngoại thương. Thì Vietcombank chọn cái thời điểm mà IPO này là vào thời điểm là cuối năm 2007, tức là cái thời điểm mà thị trường chứng khoán nó vẫn chưa điều chỉnh mạnh. Đó. Và cái mức giá mà thời điểm đó Vietcombank huy động được lần đầu tiên thông qua đấu giá tại trung tâm giao dịch Hồ Chí Minh đó, là mức giá lên đến 107.000 một cái cổ phần bán ra. Thì chúng ta hình dung là một cái cổ phần thì nó mệnh giá 10.000 thôi, nhưng bán gấp hơn 10 lần so với cái mệnh giá của nó. Nhưng thời điểm đó chúng ta gần như các ngân hàng đều phổ biến ở mức 30, 40, 50.000. Thậm chí như là chúng ta thấy ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thời điểm đó, nó có thể bán một cái cổ phiếu của nó lên đến là 150.000 một cổ phiếu. 150.000, tức là gấp 10 lần so với cái mệnh giá ban đầu là 10.000.
Và nếu như chúng ta nhìn lại với cái thị giá hiện nay nó chỉ phổ biến ở mức mười mấy nghìn thôi, thì chúng ta thấy nó khác hẳn so với cái thời điểm đó. Thì tôi quay lại với cái tình huống của Vietcombank mà chúng ta lấy làm ví dụ để chúng ta hiểu về thị trường sơ cấp, tức là nơi phát hành lần đầu tiên các loại chứng khoán ra bên ngoài, và nó sẽ huy động được vốn chung dài hạn cho các tổ chức phát hành. Thì thời điểm đó Vietcombank thu về một cái lượng vốn rất lớn, có được cái thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá đấu và giá đấu giá thành công á, 107 với cái mệnh giá 10.000 đồng đó, thu về một cái lượng vốn rất là lớn, thặng dư, cũng cho ngân sách nhà nước, bởi vì gì? Vietcombank thời đó là ngân hàng nhà nước, đúng không? Cái cổ phần cũng do nhà nước bán ra thôi, cổ phần hóa sau đó bán ra một phần cái lượng vốn nhà nước, đó, thu được về một cái lượng thặng dư cho ngân sách rất là lớn. Rồi sau đến tháng 6 năm 2009 thì cổ phiếu Vietcombank được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Hồ Chí Minh, HOSE. Thì ngay cái thời điểm ngày đầu tiên giao dịch ấy, thì mức giá của nó chỉ dao động ở mức 50.000, tức là sau một năm rưỡi rất nhiều lần trì hoãn về cái việc niêm yết. Chúng ta hiểu rằng là gì? Từ khi phát hành ra lần đầu tiên thì chúng ta gọi là sơ cấp, nhưng sau đó cái cổ phiếu được niêm yết và mua đi bán lại ấy, thì chúng ta gọi là thứ cấp. Tức là một cái thị trường tổ chức để mà nếu như nhà đầu tư người ta đang nắm giữ cái cổ phiếu Vietcombank á, VCB đó, người ta có dễ dàng bán đi trên thị trường thứ cấp để chuyển thành tiền mặt, chuyển thành tiền mặt. Lúc thời điểm mà niêm yết thì chúng ta dùng cái từ niêm yết là lúc này nó thể hiện cái Vietcombank đó trên cái hệ thống giao dịch điện tử á, mua bán hàng ngày có bên mua bên bán tham gia vào đặt lệnh mua bán á, thông qua thị trường á, cái bảng điện tử hàng ngày á, giao dịch trực tuyến chúng ta hay nghe, thì đó là chính là thị trường người ta tổ chức cho thị trường mua đi bán lại thứ cấp. Khi có chứng khoán thì dễ dàng chuyển thành tiền mặt, có tiền thì cũng dễ dàng mua chứng khoán được thông qua thị trường thứ cấp. Lúc đó mức giá Vietcombank bây giờ chỉ còn sấp xỉ 50 thôi, và sau một lần điều chỉnh 2-3 năm nay thị trường suy giảm thì tiếp tục chỉ còn hai mấy nghìn thôi, đúng không? Thì đây cũng là mức giá là cũng tương đối ổn định của Vietcombank so với các cái ngân hàng khác, thì nó vẫn giữ ở mức giá tương đối là ổn định. Đó. Thì khi chúng ta nói là thị giá đó, là trên cái thị trường thứ cấp mua đi bán lại, khi chúng ta gọi là thị giá đó, đó. Rồi sau này chúng ta sẽ phân biệt mệnh giá như thế nào, thư giá, thị giá hay là định giá như thế nào về một cái loại cổ phiếu nào đó. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng là phân loại đầu tiên này giúp chúng ta hình dung được là cấp độ sơ cấp như thế nào, thứ cấp như thế nào. Đặc biệt là hai thị trường này nó thường tương quan với nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ chúng ta thấy rằng là nếu như thị trường thứ cấp mà không có tính thanh khoản, tức là tổ chức đó nó phát hành thì cũng chẳng ai mua, đúng không? Bởi vì phát hành xong muốn bán lại thì không có người mua, tức là không tổ chức được cho bên thứ ba, cho thị trường có thể tham gia mua bán, tạo tính thanh khoản, thì chúng ta cũng thấy không thể tồn tại được cái thị trường này. Rồi đến đây thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ phân chia thị trường này ở cấp độ sơ cấp và thứ cấp. Người ta gọi chung đó là sự luân chuyển của các nguồn vốn. Còn những cái đặc điểm này chúng ta sẽ đọc thêm ha, có sẵn hết trong tài liệu rồi. Ở trên thị trường thứ cấp thì chúng ta hình dung rằng là đây là thị trường mua đi bán lại như tôi vừa nhắc. Nhưng vì sao nó lại, chúng ta thử giải thích cái đặc điểm là vì sao nó lại không làm tăng giảm nguồn vốn của cái tổ chức phát hành. Không giảm, không làm tăng giảm cái nguồn vốn của tổ chức phát hành. Chúng ta hình dung là tôi lấy ví dụ như một cái công ty A nào đó có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Chúng ta nghe những thông tin sau này tôi luôn nhắc đến những cái ví dụ này để chúng ta hình dung. Ví dụ chúng ta nói rằng là công ty cổ phần A huy động vốn thông qua cái công cụ là cổ phiếu dưới dạng phát hành cổ phần để huy động được cái vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Thì chúng ta biết rằng cái đặc điểm thị trường chúng ta là người ta quy về một cổ phần á. Sau này chúng ta học chương 2 tôi nói rõ hơn, nhưng chúng ta hiểu rằng là một cổ phần như vậy là nó sẽ có giá trị danh nghĩa là 10.000 đồng. Thế thì để huy động đủ 10 tỷ đồng thì người ta sẽ phát hành ra 1 triệu cổ phần tương ứng mệnh giá 10.000 đồng.
để có được cái vốn chủ sở hữu đầu tiên, người ta hay gọi là vốn điều lệ ban đầu á. Dưới tên gọi là, nếu như chúng ta đọc trên cái báo cáo tài chính, cái bản cân đối kế toán, người ta dùng cái từ là vốn đầu tư của chủ sở hữu, thì nó sẽ được tính theo mệnh giá 10.000 đồng. Anh dùng không? Vốn đầu tư của chủ sở hữu, nếu như chúng ta đọc trên báo cáo tài chính, nó có cái bản cân đối kế toán và cái mục 1 đầu tiên bên phần nguồn vốn chủ sở hữu nó có là vốn đầu tư của chủ sở hữu, thì chúng ta sẽ tương đương với từ là vốn điều lệ của công ty đó. Ta hay nghe là nâng vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ, đúng không? Chính là nó làm gia tăng cái nguồn vốn này, tăng tính tự chủ cho cái tổ chức đó. Thì tôi nhắc lại, công ty cổ phần A mà tôi lấy ví dụ đó, nó có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng bằng cách nó phát hành ra 1 triệu cổ phần. Bởi vì một cổ phần 10.000, chúng ta lấy 1 triệu cổ phần, chúng ta nhân với 10.000 thì nó sẽ ra là 10 tỷ vốn điều lệ. Thế thì mặc dù nó phát hành là 1 triệu cổ phần mà một cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, nhưng trên thị trường nó có thể giao dịch là 15.000, 20.000, cũng có thể giao dịch 5.000 chẳng hạn. Thì cái vấn đề giao dịch là nó theo thị giá, theo cái việc mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp. Còn cái 10 tỷ đó thì nó vẫn không thay đổi trên cái bảng cân đối, trong cái vùng vốn chủ sở hữu của nó, tính theo mệnh giá vẫn là 10 tỷ. Mặc dù bên ngoài thị trường có thể nói rằng là giá đã lên 15.000, 20.000 hay là giá giảm xuống còn 5.000 đồng. Thì chúng ta hình dung là cái đặc điểm một này là người ta nói rằng không tăng giảm cái nguồn vốn chủ sở hữu của chính cái tổ chức phát hành đó. Mà chúng ta dùng cái từ là vốn điều lệ, vốn điều lệ. Thì đây là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải phân biệt được. Phân biệt được. Và cái thị trường mua đi bán lại như tôi vừa nói là nó xác định cái thị giá thôi. Đó là cái giá hiện tại của cổ phiếu đó cao hay là thấp. Ví dụ như ở Bình Định có công ty cổ phần Thủy Điện Vĩnh Sơn VSH. Ngày hôm qua nó giao dịch là 13.200. Một cổ phiếu như vậy nó đang giao dịch, nó mua bán trên thị trường khớp lệnh, giá đóng cửa của nó vào ngày hôm trước là 13.200, thì người ta gọi đó là giá thị trường, cái thị giá của nó. Còn trên sổ sách là nó ghi nhận là theo mệnh giá 10.000 đồng. Đó, 10.000 đồng này nó khác. Có nghĩa là chúng ta hình dung là nó mua đi bán lại, mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp là nhằm xác định cái thị giá, cái giá thị trường của cổ phiếu đó tại một thời điểm bất kỳ. Và để có được cái mức giá này thì người ta sẽ tổ chức một cái thị trường cạnh tranh tự do để là đấu giá, đưa ra cái mức giá tốt nhất để cho cổ phiếu đó nó khớp lệ, đúng không? Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu. Cách phân loại thứ hai của thị trường này thì chúng ta sẽ chia ra là thị trường tập trung và phi tập trung. Khi chúng ta gọi thị trường tập trung thì thông thường nó sẽ gắn với một cái địa điểm, thời gian giao dịch. Chúng ta hay nghe là nó có một cái sàn giao dịch, nó có hệ thống giao dịch để nó tổ chức trong một ngày giao dịch. Ba phiên sáng đến chiều, đúng không? Nó có sở Hồ Chí Minh, nó có sở Hà Nội, tức là tập trung tại một điểm, rồi các hàng hóa của nó chính là các công ty niêm yết. Và các công ty niêm yết này nó có đủ điều kiện đến niêm yết thì nó mới trở thành cái cổ phiếu được giao dịch trên thị trường tập trung tại sở giao dịch chứng khoán, có hành lang pháp lý điều chỉnh các bên tham gia. Chúng ta hình dung đó là cái phân biệt lớn nhất, đúng không? Có địa điểm, thời gian, có văn bản pháp lý, có cái cơ quan tổ chức vận hành, có các đối tượng tham gia trên cơ sở là các văn bản pháp lý được đưa ra vận hành thị trường này, đúng không? Có địa điểm, có thời gian cụ thể, có phương thức giao dịch, cơ chế khớp lệnh, đảm bảo cái công bằng cho các nhà đầu tư, đảm bảo cái việc đấu giá các cái bên tham gia như thế nào, giữa bên mua bên bán để đưa ra cái mức giá tốt nhất, thì người ta gọi chung là thị trường tập trung. Còn phi tập trung có nghĩa là giao dịch bên ngoài thị trường, người ta hay gọi là thị trường OTC. Mặc dù nó cũng có những cái hành lang pháp lý điều chỉnh nhưng mà nó không có cơ sở và nó không có được tổ chức trên sở giao dịch chứng khoán. Tức là nó tổ chức bên ngoài thị trường, nó giao dịch bên ngoài thị trường. Đôi khi những nhà đầu tư tham gia vào thị trường này có thể gặp rủi ro,
khi chúng ta mua các cái cổ phiếu của các công ty cổ phần bên ngoài mà chúng ta thiếu hẳn cái thông tin để chúng ta hình dung được. Thì trong những cái thời điểm mà như năm 2007 thị trường nó phát triển rất là mạnh và rất nhiều người cứ nghe thành lập công ty cổ phần thì nhào vào mua và mua bất kỳ giá nào, mặc dù không biết là hoạt động của nó ra sao và rất thiếu cái hành lang pháp lý để điều chỉnh. Sau này chúng ta thấy có những cái vụ lừa đảo rất lớn trên thị trường này. Khi mà chúng ta nói là các cái cổ phiếu giao dịch trên thị trường OTC. Rồi những cái chi tiết chúng ta có thể đọc thêm. Cách phân loại thứ ba, người ta dựa vào phân loại theo hàng hóa trên thị trường. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trước đây như là hai công ty đầu tiên như là Ri và Sam thì gọi là cổ phiếu niêm yết, rồi khoảng chục cái trái phiếu chính phủ được niêm yết trên thị trường, người ta gọi là hàng hóa cho thị trường. Vừa rồi tôi cũng đã hình dung chúng ta là hiện tại đã có hơn 750 cái công ty niêm yết trên thị trường, ta gọi là cái cổ phiếu niêm yết, còn rất nhiều cái cổ phiếu chưa niêm yết nữa bên ngoài thị trường nha. Các cái công ty cổ phần mà chúng ta nghe rồi hoặc là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa mà chưa được niêm yết thì chúng ta xem như là thị trường phi tập trung ấy, bên ngoài cũng là hàng hóa đúng không, nhưng mà nó chưa niêm yết. Chúng ta chú ý là người ta dùng cái từ chưa niêm yết, tức là có thể nó chưa đủ điều kiện hoặc là nó không muốn niêm yết, hoặc là có thể là doanh nghiệp đó là người ta chỉ có mang tính chất là cổ phần hóa, mang tính chất đại chúng thôi, người ta chưa niêm yết. Trái phiếu thì chúng ta hay nghe là trái phiếu chính phủ, rồi trái phiếu đô thị, rồi trái phiếu của các cái tổ chức tập đoàn lớn phát hành để huy động vốn. Trái phiếu chúng ta sẽ làm rõ hơn. Thì khi mà dùng cái từ thị trường, tức là nó sẽ có nơi phát hành, rồi nơi tổ chức mua đi bán lại. Và bên cạnh trái phiếu cổ phiếu thì sau này chúng ta hình dung còn có chứng chỉ quỹ nè, rồi có các cái công cụ phái sinh trên thị trường như là quyền mua, rồi chứng quyền, rồi các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai. Tức là người ta nói rằng là có những cái công cụ phái sinh và cũng được giao dịch chuyển nhượng mua bán trên thị trường. Nó hình thành ba thị trường như vậy theo cấp độ hàng hóa. Vừa rồi chúng ta đã tìm cách phân loại thị trường này ở các góc độ khác nhau. Chúng ta chú ý là những cái góc độ khác nhau này sau này chúng ta cũng phải nắm rõ để chúng ta phân biệt, để chúng ta trả lời những một số câu hỏi trắc nghiệm sau đó ha. Thì theo cách phân loại thứ tư thì người ta dựa vào cái phương thức giao dịch. Trong phương thức giao dịch chúng ta hay nghe là giao ngay và giao sau, đúng không? Giao ngay có nghĩa là về một hàng hóa nào đó thỏa thuận giá hiện tại, đúng không? Số lượng hiện tại và thực hiện ngay sau đó. Thì trong cái thị trường chứng khoán thì chúng ta hay nghe là gì, mua một loại chứng khoán nào đó thì 3 ngày sau về, hay là bán một loại chứng khoán nào đó thì tiền 3 ngày sau nó mới về. Thì đó chính là tổ chức trên thị trường thứ cấp, mua đi bán lại và tổ chức theo phương thức giao dịch là giao ngay. Theo phương thức giao dịch thì chúng ta sẽ phân chia thị trường này dưới hai góc độ, đó là thị trường chứng khoán giao ngay và thị trường chứng khoán giao sau, hay còn gọi là kỳ hạn. Thì chúng ta hình dung nó khác biệt cái kỳ hạn giao sau giao ngay, tính là chúng ta hay nghe nói đến là hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, đúng không? Thì nó khác biệt ở vấn đề là người ta nói rằng là cái việc thực hiện của nó có thể diễn ra một khoảng thời gian khá dài sau đó, vài ba tháng. Ví dụ ta nghe kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Thì chúng ta hình dung rằng là cái việc thỏa thuận giá và khối lượng thì diễn ra ở hiện tại, nhưng thực hiện nó thì diễn ra lại trong thời gian tương lai. Đó, ví dụ như chúng ta chốt giá là 10.000, nhưng sau đó giá có thể tăng hay là giảm. Thế thì phụ thuộc vào cái kỳ hạn đó và cái mức giá thực tế tại cái thời điểm trong tương lai diễn ra, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc thanh toán chênh lệch giữa cái thời điểm tương lai và hiện tại đó cho những bên tham gia mua bán. Ví dụ chúng ta thấy rằng là có rất nhiều nhà đầu tư tham gia trên thị trường. Có người nói rằng là cái giá chứng khoán này có thể lên, có người nói rằng giá chứng khoán này có thể giảm. Thì hai bên tham gia vào một cái hợp đồng kỳ hạn, đúng không? Thỏa thuận trong tương lai là nếu như đúng theo dự
dự kiến là tăng, thì cái người mà tôi ví dụ như nhà đầu tư A người ta nói rằng xu hướng tăng, còn nhà đầu tư B thì thể hiện xu hướng giảm. Hai người này ký kết một hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận, cái phương thức là theo cái thị trường giao sau, tức là một tháng sau tôi sẽ căn cứ vào mức giá trên thị trường để tôi chốt lại là cái chênh lệch đó so với cái giá mà tôi thỏa thuận ngày hiện tại, thực tế tại hiện tại. Và cái việc người ta nói rằng là việc thanh toán và giao cái hàng hóa đó là sẽ diễn ra trong một kỳ hạn nhất định là vì vậy, đúng không? Tức là diễn ra trong tương lai, điển hình là một cái hợp đồng chứng khoán trong tương lai. Thì chúng ta thấy là trên thị trường này sau này chúng ta gắn với các cái sản phẩm phái sinh từ thị trường chứng khoán đó, cái hợp đồng chứng khoán trong tương lai. Và sắp tới là chúng ta cũng có thể là đang có cái dự thảo cái thông tư để chúng ta triển khai cái hàng hóa phái sinh này. Thì chúng ta nói rằng là nếu như thực hiện được cái hợp đồng chứng khoán trong tương lai này thì sẽ có thu hút một số lượng nhà đầu tư tham gia vào và sẽ tạo cho cái sự sôi động cũng như là hàng hóa của thị trường nhiều hơn, cái tính thanh khoản của nó gia tăng lên. Bởi vì thực sự ở đây người ta chỉ thực hiện, nếu như cái việc mà thực hiện chốt một hợp đồng nào đó thì người ta chỉ thanh toán cái phần trên là thôi, tức là cái vốn bỏ ra ít hơn so với chúng ta mua toàn bộ cái giá trị của một hàng chứng khoán nào đó, đúng không? Tức là diễn ra cái việc là chúng ta chỉ thanh toán cái chênh lệch thôi. Ví dụ cái nhà đầu tư A mà người ta dự đoán tăng thì người ta ký cái hợp đồng kỳ hạn, người ta sẽ chốt một mức giá tăng cao hơn trong tương lai, còn người khác thì nói rằng cho rằng giá giảm. Và nếu như đúng xu hướng vậy diễn ra tăng hay giảm đó thì các nhà đầu tư người ta tham gia, người ta chỉ thanh toán cái phần chênh lệch thôi sau khi trừ các cái phí tham gia giao dịch trên thị trường này. Thì nó sẽ thu hút được một số lượng nhà đầu tư nhiều hơn tham gia trên thị trường và nâng cái tính thanh khoản cũng như là cái giá trị giao dịch của thị trường gia tăng lên. Rồi chúng ta đã đi qua cái cách thức phân loại của thị trường. Chúng ta hình dung rằng vì sao mà một quốc gia người ta lại muốn phát triển được cái thị trường chứng khoán. Thì chức năng lớn nhất chúng ta thấy rằng là gì? Đó là một cái công cụ đối với là ở góc độ, rất nhiều góc độ khác nhau, về phía góc độ vĩ mô, rồi góc độ công chúng nhà đầu tư, rồi góc độ các công ty cổ phần, chính là các tổ chức phát hành. Thì đứng ở mỗi góc độ như vậy chúng ta sẽ thấy nó gắn với cái chức năng của thị trường này, làm tạo nên những cái ưu điểm cho thị trường. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở đây người ta phân loại ở góc độ là chức năng thị trường này dưới góc độ là công chúng nhà đầu tư. Thì thứ nhất là chúng ta thấy những cái ưu điểm rất rõ đó là gì? Có thể người ta sẽ dùng cái tiền nhàn rỗi của mình tìm kiếm cái nơi sinh lời cao hơn, hiệu quả hơn. Ví dụ thay vì gửi ngân hàng thì một số nhà đầu tư người ta có thể dùng cái tiền đó người ta đầu tư vào trái phiếu chính phủ chẳng hạn, trái phiếu của các công ty. Hay là nếu như chúng ta có kiến thức tốt hơn về một cái công ty, một cái doanh nghiệp nào đó, chúng ta nắm rõ được tình hình tài chính, chúng ta thấy được cái tình hình kinh doanh của nó, chúng ta đầu tư vào cổ phần của nó. Thì những cái kênh đầu tư như vậy nó sẽ giúp cho cái đồng vốn chúng ta là sử dụng hiệu quả hơn, tức là ở góc độ là tỷ suất sinh lời nó cao hơn. Ví dụ chúng ta có 100 triệu chúng ta đi gửi ngân hàng chẳng hạn, hiện tại mà như Vietcombank huy động thì nó chỉ huy động là 5% một năm đối với cái kỳ hạn gửi một tháng thôi. Ví dụ con số đó là quá thấp, rất nhiều người sẽ không đem tiền gửi ngân hàng, người ta sẽ tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có kênh đầu tư chứng khoán. Ví dụ mua một cái trái phiếu chính phủ thì lợi suất nó vẫn cao hơn là 5% đó. Thì chúng ta hình dung là nó sẽ giúp cho công chúng, ở góc độ công chúng nhà đầu tư, người ta sử dụng cái tiền tiết kiệm đó hiệu quả hơn, cái luân chuyển vốn dễ dàng thì tôi đã giải thích cho chúng ta ngay từ đầu rồi. Đây nó gắn liền với cái chức năng của thị trường tài chính, mà thị trường chứng khoán là thuộc về thị trường vốn, nằm trong cái cấu trúc của thị trường tài chính. Và đương nhiên nó cũng có cái chức năng này, luân chuyển vốn, tức là cái người có tiền người ta mua các cái công cụ tài chính dưới dạng trái phiếu, cổ phiếu, thì các công ty, các tổ chức người ta sử dụng cái vốn đó một cách hiệu quả hơn, tức là gì, chuyển cái nơi thừa tiền sang nơi thiếu tiền. Và đương nhiên là giữa hai cái tổ chức, hai cái anh này sử dụng tiền ấy, thì anh phải tạo ra hiệu quả để anh phân chia lại cái lợi tức cho người ta, đúng không?
Ví dụ như mua trái phiếu thì phải phải trả tiền lãi định kỳ cho nhà đầu tư, cho công chúng nhà đầu tư, hay là mua cái cổ phần cổ phiếu công ty đó thì công ty đó nó làm ăn hiệu quả thì nó chia cổ tức lại cho nhà đầu tư, đúng không? Và thứ ba là nếu như chúng ta có cái thị trường chứng khoán thì gần đây chúng ta rất nghe là rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ dành một cái khoản tiền tiết kiệm người ta đầu tư vào cái kênh này. Ngoài cái việc là chúng ta có thể để một phần tiền mặt để chi tiêu, một phần chúng ta có thể gửi ngân hàng dưới dạng tiền tiết kiệm, một phần chúng ta có thể đầu tư vào nhà đất, ngoại tệ, cũng có thể là chứng khoán trên thị trường. Nếu như chúng ta có kiến thức, chúng ta có am hiểu trong lĩnh vực đó, tức là nó giúp cho chúng ta tạo ra một cái hình thức đầu tư, hay là nhà đầu tư có thể là đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình thông qua các loại chứng khoán trên thị trường, và chúng ta phân tán bớt một phần rủi ro. Ví dụ toàn bộ tiền chúng ta mà đầu tư hết bất động sản đang đóng băng giảm giá chẳng hạn, chúng ta muốn bán cái bất động sản nó đi cũng khó, đúng không? Là gửi ngân hàng thì lãi suất quá thấp như hiện nay. Nhìn chung là chúng ta cũng nên dùng một phần nào đó để có thể tạo lập một cái danh mục đầu tư đa dạng. Thì ở đây là chúng ta nói ở góc độ đầu tư thôi, ở góc độ mà quan tâm đến thị trường này thôi. Còn cái này là còn mở rộng theo quan điểm cá nhân, đúng không? Ở góc độ công ty cổ phần, một cái doanh nghiệp mà tham gia trên thị trường này thì chúng ta hay nghe là công ty cổ phần là cái loại hình mà phổ biến nhất. Chương 2 sẽ giải thích rõ với chúng ta vấn đề này. Và gắn với công ty cổ phần á, là cái việc là nó hay sử dụng việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Thì chức năng của thị trường chứng khoán đã giúp cho các công ty cổ phần tạo vốn và có thể dễ dàng tăng vốn. Chúng ta thấy cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mà gần đây chúng ta nghe vốn của nó là gần 10.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Ban đầu từ một cơ sở sản xuất bàn ghế rất là nhỏ thôi, vài chục triệu, vài trăm triệu về vốn thôi. Nhưng hiện nay là vốn của nó cỡ một cái ngân hàng thương mại cổ phần. Thế thì chính là thông qua những cái đợt phát hành nó tăng vốn trên thị trường này. Rồi chúng ta nghe là phát hành trái phiếu cho những cái tập đoàn định chế lớn. Như ở Singapore nó có công ty Temasek, tức là công ty chuyên đầu tư về tài chính của Singapore. Nó cũng có thể đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai này dưới dạng nó mua trái phiếu. Trái phiếu. Đó, tức là công ty này đã phát hành trái phiếu, huy động được vốn từ nước ngoài. Từ nước ngoài, đúng không? Chúng ta thấy chức năng rất rõ này, rất rõ nét này của thị trường, của thị trường chứng khoán. Tạo vốn và tăng vốn cho các công ty, các tổ chức tham gia trên thị trường. Và đặc biệt thì thị trường này nó sẽ định giá lại liên tục cái giá trị của công ty. Mà khi nãy tôi đã giải thích cái vấn đề liên quan đến giá trị vốn hóa đó. Chúng ta hình dung là tôi giải thích thông qua giá trị vốn hóa là có nghĩa là cái thị giá của công ty đó nó gia tăng như thế nào. Nếu như thực sự anh làm ăn tốt thì anh giữ được mức giá cho dù thị trường suy giảm. Giống như tôi nói hay nói đến Vinamilk chẳng hạn, hiện nay giá của nó phải sấp xỉ khoảng 136.000, 138.000. Mặc dù thị trường suy giảm những gần 5 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhưng cái công ty này nó vẫn giữ được cái mức giá, có nghĩa là giá trị công ty đó, vốn hóa nó vẫn lớn, tương ứng với thị giá trên 100.000 đó. Có nghĩa là những cái anh mà làm ăn tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh, thì vẫn được thị trường chấp nhận với mức giá cao. Tức là cái giá trị công ty đó nó thể hiện thông qua cái chỉ tiêu là giá trị vốn hóa nó sẽ gia tăng lên, đúng không? Gia tăng lên. Nó định giá lại liên tục đó, định giá lại liên tục cái giá trị của công ty. Và cái chức năng này nó còn thể hiện ở góc độ vĩ mô về phía nhà nước. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái thị trường mà nhà nước có thể dùng các công cụ như là trái phiếu. Trái phiếu thì chúng ta nghe trái phiếu chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương, như là trái phiếu đô thị, chính là những cái công cụ để nhà nước huy động vốn tài trợ cho những cái dự án về cơ sở hạ tầng, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là gần đây là trái phiếu chính phủ phát hành rất là nhiều,
và mức lãi suất của nó cũng trên 8% một năm. Ví dụ như gần đây kỳ hạn 3 năm thì khoảng 7,5% năm, đúng không? Đó là phát hành ra và các ngân hàng thương mại có thể tham gia, hay là các cái định chế tại tổ chức lớn có thể tham gia, và ngân sách nhà nước có thể thu được một lượng tiền về, đúng không? Giúp cho cái lượng tiền trong lưu thông cũng có thể điều tiết được thông qua cái công cụ đó, công cụ trái phiếu đó. Ở góc độ mà nền kinh tế thì chúng ta thấy rằng là khi mà nếu như nhà nước thành công trong việc là phát hành trái phiếu thì nó cũng sẽ thu hút được một lượng tiền mặt về, và nó góp phần làm giảm cái yếu tố lạm phát, đúng không? Chúng ta thấy tương quan giữa hàng hóa và tiền, thì khi đó chúng ta thu hút một lượng tiền về thông qua cái công cụ trái phiếu thì cũng giúp ổn định được thị trường tiền tệ, là kiềm chế được lạm phát. Đặc biệt là khi chúng ta tổ chức cái thị trường này, hiện ta hướng đến cái việc là các cái dòng vốn nước ngoài tập trung vào đây một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Gián tiếp có thể thông qua các cái quỹ đầu tư, người ta đầu tư gián tiếp vào, hoặc là có thể thông qua cái việc mua lại cổ phần của các công ty trong nước chúng ta từ các cái nhà đầu tư nước ngoài, tức là thu hút được cái lượng vốn đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt là trong cái cơ sở hạ tầng về tài chính, tức là trên thị trường tài chính, thì bắt buộc chúng ta phải tổ chức được, xây dựng được cái thị trường chứng khoán để làm cho những cái thông tin trở nên minh bạch hơn, cái dòng vốn chúng ta có thể thu hút được tốt hơn thông qua thị trường này, và nó làm cơ sở hạ tầng về tài chính cho một quốc gia. Thì đó là một số chức năng chính của thị trường thông qua các cái góc độ chúng ta nhìn nhận ở dưới góc độ công chúng, ở góc độ nhà nước, ở góc độ nền kinh tế vĩ mô, hay chính là các doanh nghiệp, đặc biệt là công ty cổ phần, hay là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thế vậy chúng ta thấy ra rất rõ những ưu điểm của thị trường thông qua cái việc là gì? Khuyến khích người dân, công chúng tiết kiệm và dùng cái tiền tiết kiệm đó để góp vốn vào các công ty cổ phần, có nghĩa là đầu tư vào các loại chứng khoán. Và nơi tổ chức huy động vốn để tăng vốn cho những cái công ty cổ phần, chúng ta dễ dàng phát hành được các loại chứng khoán này để dễ dàng có được cái lượng vốn ổn định, tức là mang tính chất chung dài hạn, để chúng ta dễ dàng mở rộng được các cái dự án đầu tư, mở rộng được hoạt động sản xuất kinh doanh khi chúng ta có được cái nguồn vốn ổn định chung dài hạn đó. Và chúng ta cũng đã thấy rất rõ là nếu như thị trường này phát triển một cách ổn định, bền vững, các cái công cụ được huy động vốn, và đặc biệt là nhà nước dùng cái công cụ trái phiếu thông qua thị trường này, thì nó sẽ giúp cho cái lượng tiền trong lưu thông ổn định hơn và góp phần làm giảm lạm phát. Và những cái thông tin cần thiết về nền kinh tế cũng có thể phản ánh được thông qua thị trường này, hay nói khác người ta hay gọi là thị trường chứng khoán, nếu như nó phát triển ở một mức độ nào đó thì nó chính là cái phong vụ biểu phản ảnh cái sự tăng trưởng hay là suy thoái của nền kinh tế. Đặc biệt khi chúng ta thấy kinh tế tăng trưởng tốt như giai đoạn năm 2007 thì cái chỉ số cái thị trường này nó tăng trưởng rất là mạnh, và cái suy thoái diễn ra thì tác động nặng nề nhất cũng là cái thị trường này, nghĩa là một cái lăng kính để người ta phản ánh được những cái thông tin về nền kinh tế, hay là phong vụ biểu đo lường cái nền kinh tế tăng trưởng hay là suy giảm. Và bên cạnh đó chúng ta thấy những cái ưu điểm rất lớn của thị trường này là nó đã tạo được cái tính thanh khoản, tức là mua đi bán lại. Nếu như chúng ta đang nắm giữ chứng khoán thì chúng ta có thể dễ dàng bán đi để chúng ta thu được tiền mặt về, thì chúng ta gọi là tính thanh khoản. Nếu các bạn mà mua một cái miếng đất, một cái bất động sản thì chúng ta không hề dễ chuyển thành tiền mặt đâu, đúng không? Nhưng mà các bạn có cái cổ phiếu cổ phần công ty nào đó đã được niêm yết, nó đã được niêm yết trên thị trường, thì từ cái tài khoản chúng ta đang sở hữu bao nhiêu chứng khoán đó, chúng ta có thể dễ dàng bán được trên thị trường, dễ dàng hơn so với những cái hàng hóa khác, đúng không? Thì nghĩa là đảm bảo được cái tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp mà tham gia trên thị trường này thì bắt buộc là cái ban quản trị của công ty đó phải điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nếu như anh điều hành không tốt, chúng ta hay nghe là đại hội cổ đông công ty cổ phần, người ta có thể là gì, thay bằng người khác, thay thành viên hội đồng quản trị, thay thành viên ban lãnh đạo công ty đó, bởi anh điều hành quản trị công ty không tốt. Hoặc là những công ty mà thua lỗ thì phải chuyển cho
chuyển nhượng cho những cái đối tác bên ngoài, các cổ đông khác người ta tham gia vào, người ta mua cổ phần. Ví dụ như có yếu tố nước ngoài chẳng hạn, người ta tham gia vào, người ta thúc đẩy cái công ty đó có thể phải quản trị tốt hơn, kiểm soát chi phí tốt hơn, đúng không? Góp phần làm cho cái hiệu quả của doanh nghiệp để nâng cao hơn. Thì đó cũng là một cái ưu điểm của thị trường này. Tạo thói quen đầu tư cho các nhà, cho công chúng, đúng không? Thì chúng ta cũng thấy cái vấn đề này nó rõ hơn. Ở các cái thị trường tài chính phát triển, đặc biệt là những cái thị trường chứng khoán nó phát triển một thời gian dài, chúng ta thấy rằng là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân, người ta có thể sở hữu trong danh mục người ta rất nhiều loại chứng khoán của các công ty. Tức là nó tạo ra một cái thói quen đầu tư thông qua cái kênh chứng khoán. Rồi điều tiết việc phát hành, thì sau cái chương 2 chúng ta sẽ hiểu cái phát hành chứng khoán ra như thế nào. Phát hành chứng khoán thì chúng ta hiểu là sẽ được huy động vốn, đúng không? Huy động vốn. Và nếu như anh phát hành quá lớn mà anh sử dụng không tốt thì người ta cũng không mua nữa sau đó. Tức là nếu như anh tận dụng những cái lúc thị trường mà tăng trưởng nóng, rất nhiều công ty chúng ta là hay phát hành chứng khoán để huy động vốn. Nhưng nếu thực sự anh huy động vốn xong mà không tận dụng được cái nguồn vốn đó, mà trước đây chúng ta hay nghe rất nhiều công ty chúng ta có tiền xong thì lại dùng tiền đó quay ngược lại thị trường chứng khoán đầu tư, mà không sử dụng cái vốn đó cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính của mình. Thì sau này anh có bán nữa thì cũng chẳng ai mua, đúng không? Chúng ta hình dung là nó sẽ điều tiết cái việc phát hành, chứ không phải anh muốn phát hành ra là sẽ có người mua đâu. Chúng ta chú ý như vậy, đúng không? Còn cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài thì tôi đã giải thích rồi thông qua cái thị trường này. Thì đó, người ta sẽ tóm tắt lại những cái ưu điểm lớn của thị trường này, và cũng đó chính là lý do vì sao một quốc gia người ta phải xây dựng và phát triển một cách bền vững cái thị trường chứng khoán, đúng không? Chứ không phải chúng ta trả lời là thị trường này là một cái thị trường cờ bạc đỏ đen, có người thua, người thắng. Nhưng mà đó là một chức năng thôi. Để bắt buộc thị trường này nó phải có tính thanh khoản. Và đương nhiên chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải am hiểu thì chúng ta mới tham gia. Chứ không phải ai cũng bắt buộc chúng ta tham gia đâu, đúng không? Và cái việc mua đi bán lại thì đương nhiên phải có thông tin. Vì chúng ta sẽ tìm hiểu là vì sao có một số người lợi dụng thông tin để người ta mua bán. Người ta lại xếp vào những cái hành vi tiêu cực để người ta điều chỉnh những hành vi đó về mặt pháp lý, đúng không? Đây chúng ta sẽ xem một số cái hành vi tiêu cực mà trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta gần đây cũng diễn ra rất là nhiều. Gần đây diễn ra rất là nhiều. Thì chúng ta nghe là thông tin nội gián. Thế thì các bạn thử trả lời tôi cái thông tin nội gián là gì? Và các nhân vật nào mà thường nắm giữ cái thông tin nội gián trong một cái công ty? Theo em hiểu, nội gián là có người làm trong công ty tiết lộ cho bên ngoài biết được. Thầy nghe không thầy? Rồi, nghe được rồi, nghe được rồi. Chúng ta trả lời tiếp đi. Dạ. Thầy, câu hỏi của thầy là sao? Có, đúng rồi, hai cái câu hỏi phía dưới đó. Dạ dạ. Nội gián là theo em hiểu là nội gián là có người làm trong công ty tiết lộ cái điều bí mật của công ty mình cho bên ngoài biết được, ta nắm được cái thông tin nội bộ của mình. Rồi. Còn ai nắm giữ thông tin, tại em hỏi làm công ty nên theo em á, em làm trường học nên nếu mà đề thi á thuộc cái dấu hiệu ra đề á, nhưng mà cái toán biết được cũng có thể là biết tiết lộ cho bên ngoài biết được cái thông tin đó, giáo viên chẳng hạn rồi nó truyền đạt cho học sinh vậy thôi à, theo em hiểu vậy á. Thì chúng ta hình dung là bạn cũng đã hiểu tương đối và có một cái giải thích là ở góc độ là làm trong một cái trường học. Thì chúng ta hình dung là cái thông tin nội gián này xuất phát từ nội bộ, đúng không? Từ nội bộ. Thì đương nhiên những cái thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng trọng yếu đến cái hoạt động của công ty, có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, có thể ảnh hưởng đến cái tình hình kinh doanh sắp tới của công ty. Và có một số người trong công ty thì lại nắm bắt trước cái thông tin này và dùng thông tin đó thông qua một số người thân, người quen tiết lộ ra bên ngoài, và những cái người đó lại sử dụng thông tin đó mua bán trước các cái loại cổ phiếu. Ví dụ thông tin tốt thì người ta lại mua gom, hay là thông tin xấu người ta lại bán ra trước các nhà đầu tư khác.
thì người ta cho rằng đó là cái thông tin không cân xứng và đã có sự lợi dụng thông tin để trục lợi, để trục lợi. Đặc biệt là người ta chú trọng vào những cái nhân vật quan trọng trong công ty, đó là gì? Thành viên hội đồng quản trị. Công ty cổ phần thì nó có chủ tịch, rồi nó có thành viên hội đồng quản trị, là các nhân vật lãnh đạo quan trọng hàng đầu. Sau đó là gì? Các thành viên trong ban điều hành, tổng giám đốc, các phó tổng, các giám đốc, các phó giám đốc chi nhánh, rồi nếu như công ty lớn thì thường nó có bộ phận tài chính, giám đốc tài chính, rồi nó có kế toán trưởng. Đó là những cái người được quyền tiếp cận cái thông tin đầu tiên của công ty, có thể ảnh hưởng trọng yếu đến cái tình hình tài chính, đến cái tình hình kinh doanh của công ty. Và những cái thông tin từ các nhân vật này có thể thông qua người thân, đúng không, để thực hiện các cái quyết định mua bán trước các nhà đầu tư khác trên thị trường. Và chúng ta sẽ xếp đó là hành vi tiêu cực đầu tiên để chúng ta tìm hiểu. Rồi, cảm ơn bạn Tây Ninh. Tiếp theo thứ hai là chúng ta thấy rằng là gì? Hành vi thứ hai mà người ta cho rằng cũng là hành vi tiêu cực trên thị trường, đó là chúng ta thấy rằng có một số nhà đầu tư người ta hay gọi là bàn tán, rồi gần đây nhất là hay là phát tán những cái thông tin nó không đúng về cái tổ chức, về công ty đó trên mạng. Ở đây chúng ta hay nghe là một cái thông tin mà cực kỳ ảnh hưởng đến thị trường, đó là ông Trần Bắc Hà, chủ tịch của BIDV bị bắt. Ta nghe thông tin như vậy là ngay lập tức cái thị trường chứng khoán chúng ta nó phản ứng một cách là bán tháo đi rất nhiều cái cổ phiếu trong đó. Cái thời điểm đó là cái thị trường nó đang tăng giá rất là mạnh, có những cổ phiếu đang tăng trần, tức là chúng ta hình dung sau này chúng ta học đó, nó có sẽ do có giá trần, giá sàn, đang tăng rất là mạnh lên giá trần, đột ngột giảm xuống giá sàn, và có một số đối tượng thì lại mua gom ở cái mức giá sàn đó. Và sau này, một ngày sau cái thông tin mà ông Trần Bắc Hà bị bắt lại được đính chính, thì thị trường nó lại tăng trở lại, chứng tỏ là có một số đối tượng người ta đã phao tin sai sự thật, người ta trục lợi. Và thị trường hôm đó có thể giao dịch lên đến vài nghìn tỷ đồng. Thì một số cái tổ chức cá nhân người ta lợi dụng thông tin đó để người ta mua gom cái cổ phiếu ở mức giá thấp, mức giá thấp, rồi sau đó người ta sẽ bán lại. Thì sau này điều tra ra người ta chỉ nói phát hiện ra ba nhà đầu tư cá nhân, người ta cũng gọi là phao tin, và lúc đó chỉ phạt hành chính mười mấy triệu thôi, bởi vì chúng ta chưa có luật để mà quy định cái hành vi này thuộc về hình sự, đúng không? Chúng ta chỉ phạt hành chính thôi. Thì đó là một cái tình huống để chúng ta hình dung rằng là hành vi tiêu cực, đó là phao tin sai sự thật. Đôi khi người ta lợi dụng, ví dụ nói rằng là công ty này sắp có những dự án tốt, sắp có những dự án tốt và có thể đóng góp vào lợi nhuận lớn cho công ty đó. Người ta phao tin này ra để làm gì? Để người ta bán cổ phiếu đi. Bởi vì thông tin tốt thì thường thị trường nó sẽ phản ứng là giá sẽ lên, người ta sẽ bán đi. Nhưng sau thời gian sau thì công ty đó nó đính chính lại là có thể chưa có dự án này, dự án này có thể chưa triển khai, đúng không? Thì đó là chúng ta thấy rằng đó là một vài cái ví dụ trên thực tế để chúng ta nói về cái hành vi phao tin sai sự thật. Hành vi thứ ba là chúng ta hình dung là trên thị trường này nó có xuất hiện một số cái nghiệp vụ mà hiện tại trên thị trường Việt Nam chúng ta người ta vẫn chưa cho phép thực hiện, nhưng các cái thị trường tài chính đã phát triển, đặc biệt là cái thị trường chứng khoán của các nước ấy, thì người ta vẫn cho phép cái hành vi bán khống. Chúng ta hình dung rằng bán khống có nghĩa là gì? Người ta vay mượn trước một số lượng chứng khoán nào đó, người ta bán trước đi, sau đó người ta mua lại, người ta trả đúng cái lượng chứng khoán mà người ta vay. Đặc biệt là trên thị trường chứng khoán nó có một số tổ chức mà sau này chúng ta học nó có công ty chứng khoán chẳng hạn, chính là cái tổ chức mà đứng ra cho các nhà đầu tư người ta vay một cái lượng chứng khoán nào đó để người ta bán trước, rồi sau đó nếu như đúng theo cái dự đoán của nhà đầu tư, tức là thị trường nó suy giảm thì người ta sẽ mua lại đúng bằng cái số lượng đó người ta trả lại, người ta sẽ có được một phần chênh lệch giá. Đành dùng không? Ví dụ như nói rằng là cổ phiếu giá công ty A hiện tại cổ phiếu 10.000, người ta dự đoán giảm, tức là người ta sẽ bán ra một lượng nào đó với giá 10.000 hiện tại. Một tuần sau, nếu như đúng theo cái
dự đoán của nhà đầu tư đó, giá nó xuống còn 9.000 thôi, thì nhà đầu tư đó sẽ mua lại với mức giá 9.000 đúng bằng cái lượng mà người ta vay ở một cái công ty chứng khoán nào đó, người ta trả lại công ty đó với mức giá 9.000 thôi. Như vậy người ta đã có cái chênh lệch 1.000 đồng một cái cổ phiếu. Và là bán khống, chúng ta hiểu là gì? Một cái dự đoán về xu hướng giá giảm, người ta vay mượn, người ta chỉ ký quỹ một cái lượng vốn nhỏ thôi, người ta vay mượn phần còn lại. Và trên thực tế cái phần vay mượn đó phải trả phí giao dịch và số lãi vay. Nhưng trong thời gian ngắn, nếu như đúng theo cái dự đoán đó thì người ta sẽ mua lại với mức giá giảm đi, để người ta trả lại cho cái bên vay, người ta sẽ có được cái phần còn trên lệch giá. Hiện tại trên thị trường chúng ta thì người ta vẫn chưa cho phép thực hiện cái hành vi này, nhưng có một số công ty chứng khoán đó, trên thực tế người ta cũng đã cho phép các nhà đầu tư. Chúng ta hay nghe là số nhà đầu tư VIP của một cái công ty chứng khoán nào đó có thể mượn cái chứng khoán trong danh mục tự doanh của một công ty chứng khoán bán trước đi, rồi sau đó mua trả lại, vẫn có, để người ta tạo ra cái doanh số thông qua cái hoạt động môi giới cho công ty chứng khoán. Trên thực tế là có rất nhiều công ty đã thực hiện cái hoạt động bán khống này, và sau này ủy ban người ta phát hiện ra, ủy ban chứng khoán nhà nước người ta phát hiện ra, thì người ta cũng có một số cái răng đe và cũng có những cái văn bản phạt, đúng không? Thông báo để không cho cái hành vi này diễn ra. Thì chúng ta hình dung rằng đó cũng là một cái nghiệp vụ, mà một cái hành vi hiện tại người ta xếp vào cái tiêu cực trên thị trường. Bởi vì chúng ta hình dung là nếu như thị trường đang giảm á, mà cho phép bán khống, có nghĩa là người ta đang nắm giữ tiếp tục cái chứng khoán đó, người ta vay thì người ta lại tiếp tục bán đi, bán rất nhiều đi, thì tiếp tục thị trường sẽ suy giảm. Cho nên người ta hạn chế cái nghiệp vụ này, đúng không? Và chúng ta cũng chưa có hành lang pháp lý đầy đủ để điều chỉnh được cái hành vi bán khống. Do vậy chúng ta cấm, đúng không? Tiếp theo chúng ta hiểu về cái hành vi mua bán bên ngoài thị trường. Thực ra ở đây á, chúng ta hiểu bên ngoài này á, tức là chúng ta hay nghe là thị trường OTC. Nhưng mà thực ra nếu như đối với những công ty đại chúng á, tức là người ta đã có công bố thông tin, người ta cũng tuân thủ theo những quy định của công ty Ủy ban chứng khoán nhà nước á, thì cái việc mua bán nó thông qua một cái công ty chứng khoán làm môi giới á, thì vẫn được diễn ra, chứ không phải là hành vi tiêu cực. Chỉ có những công ty mà chưa phải là công ty đại chúng, còn là công ty hạn chế, sau này chương 2 chúng ta sẽ phân biệt giữa hai công ty này, rồi chưa có đủ cái điều kiện, ví dụ như anh muốn phát hành ra nhưng mà anh không xin phép, rồi phát hành ra rồi huy động vốn nhưng mà không có phương án rõ ràng để sử dụng cái phương số vốn đó, đó, hay là phát hành trái phiếu ra mà không có cái cam kết trả lãi và gốc chẳng hạn, và có thu hút một số nhà đầu tư vào mua, thì hành vi đó người ta cho rằng là hành vi không hợp pháp, tức là tác động tiêu cực đến đến thị trường. Hay là chúng ta thấy rằng là gần đây cũng có một cái vài cái tình huống để minh họa cho chúng ta về cái hành vi lũng đoạn thị trường. Lũng đoạn có nghĩa là gì? Thông đồng với nhau mua bán tạo nên cái cung cầu giả tạo. Chúng ta hiểu rằng là thị trường là phải dựa trên lượng người mua người bán, quan hệ cung cầu như thế nào, phải không? Cung nhiều thì giá giảm mà cầu nhiều thì giá tăng, ví dụ như vậy, phải không? Tương quan cung cầu. Nhưng ở đây người ta ví dụ như thị trường chúng ta chứng kiến là có một công ty dược Viễn Đông, cái mã cổ phiếu nó là DVD, DVD, và cái ông giám đốc của công ty này thì dùng mười mấy cái tài khoản của các người thân của ông ta mở rải rác ở một số công ty chứng khoán, và chỉ dùng mười mấy cái tài khoản này để mua bán và thâu tóm cái công ty doanh nghiệp dược Hà Tây, tức là có thể làm giá xuống để mua vào rồi đẩy giá lên để bán ra, cũng thông qua một số cái tài khoản này thôi, người ta gọi là thông đồng để lũng đoạn về giá của một cổ phiếu, một doanh nghiệp nào đó. Và ông này cũng bị xử lý hình sự đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta. Thì sau đó công ty dược Viễn Đông cũng là một công ty niêm yết đầu tiên bị hủy niêm yết, rồi sau đó phá sản. Đó. Ông tổng giám đốc này thì bị đi tù. Thì chúng ta thấy rằng là mà đây cũng là một cái tình huống người ta hay nhắc đến, cho rằng đó là hành vi tiêu cực trên thị trường này,
có nghĩa là anh lũng đoạn thị trường, anh thông đồng để anh tạo ra cái cung cầu giả tạo, đúng không? Mua bán một loại cổ phiếu nào đó. Rồi, và hiện tại thì thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp mà không có công khai, tức là không có thông qua Ủy ban chứng khoán nhà nước, thông qua sở giao dịch, mà chúng ta âm thầm thâu tóm một cái doanh nghiệp thì chúng ta cũng vi phạm, đúng không? Vi phạm. Đó là thường nó có những cái quy định về cổ đông lớn, tức là anh nắm giữ 5% trở lên thì anh phải công bố thông tin, đúng không? Thì sau này tôi sẽ minh họa chúng ta thêm trong cái vụ mà gần đây chúng ta hay nghe là Sacombank bị thâu tóm bởi một vài cổ đông, đặc biệt là Eximbank, đặc biệt là từ cái ngân hàng Phương Nam, đúng không? Một cái ngân hàng nhóm 4 rồi thâu tóm một cái ngân hàng nhóm 1, đúng không? Thì thông qua cái nghiệp vụ này. Nhưng mà người ta nói rằng là có thể là luật chúng ta chưa đầy đủ, do vậy và cái việc thâu tóm sáp nhập đó vẫn được diễn ra một cách âm thầm, không công khai. Chẳng hạn người ta lách cái quy định là cổ đông lớn là mua chưa đến 5% thì người ta không công bố thông tin, và sau đó người ta nhóm lại thành một cái nhóm cổ đông giữ hết 51 cổ phần của một cái tổ chức lớn như là Sacombank, để sau đó có thể tiến hành cái việc là sáp nhập vào cái ngân hàng khác như là Phương Nam hay là Eximbank sau đó, chúng ta hay nghe. Đó là một số cái hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán mà tôi lấy ví dụ để chúng ta hình dung.